Và rất là cảm ơn đầu người đầu tiên đã kết nối tôi, đó chính là bạn Nguyễn Văn Lương, và đặc biệt đó là tôi đã có cơ hội được kết nối sâu sắc với CEO Thúy Kiều. Và thực sự là tôi nghĩ là chả có lý do gì một đội nhóm mạnh như này, một tuyệt vời như thế này mà tôi không dùng tài năng, dùng tất cả tình yêu, đam mê cống hiến cho anh chị. Và rất là cảm ơn các anh chị nhé, ngày hôm nay đã tham dự cái Zoom này. Và có một điều nữa là bây giờ đến chuẩn bị đến những giai đoạn rất là quan trọng, nên là tôi đề nghị anh chị là khi mà chúng ta ngồi thẳng lên, khi mà chúng ta bắt đầu tiếp thu những kiến thức tuyệt vời này, tôi mong muốn là chúng ta hãy dành tâm thái tốt nhất và chúng ta hãy mặc đủ phụ kiện vào, đủ cả quần cả áo các kiểu, xong mở Zoom ra và chúng ta sẽ chuẩn bị giấy và bút để ghi chép. Vậy trước khi làm điều này, tôi rất là mong muốn chị mở Zoom ra và bây giờ chúng ta hãy giơ tay lên ạ, và chúng ta hãy chụp một kiểu ảnh để Zoom của mình phải đẹp, phải truyền năng lượng, phải đẹp, phải truyền thông, như đúng không ạ? Nào giơ tay ra. Ok, giơ hai tay lên, ông lo đi chụp ảnh chung cả cả, cả đội nhà chứ nha. Giơ lên ạ. Vâng, xin mời tất cả các anh chị hãy giơ tay tạo dáng giống như cô giáo của chúng ta nhé. 1, 2, 3. Ai Thả có cái hình ai không có hình tối nay là sẽ bắt đền MC Hồng Loan. 1, 2, 3. Tiếp tục. sức mạnh nào. Vâng, các anh chị đưa tay ra trước màn hình ạ. Càng mạnh mẽ thì càng quyết liệt. 1, 2, 3. Đưa một tay đấm vỡ màn hình đấy, đấm bên này đi. Ai Đấm nhẹ, đấm đấm sát vào mic ạ. 1, 2, 3. Đấy, chị Nguyễn Hương là chị đấm rất là mạnh luôn. Đấm đấm sát màn hình vào. Đấy, trung tâm của màn ảnh là... Loan ơi, pin cô với chị Kiều lên, chụp hai sếp cái. Chụp hai chị em cái, một tí nó cho gì ạ? Một vài sếp vào lên quả hình đấy nhá. Được chưa? Ok. Loan lên được chưa? À, chị Kiều pin giúp em ấy ạ. Em pin ở mỗi cô giáo. Dạ. Được chưa? Chị Kiều vẫn đang pin mà, Loan lên được chưa? Bên em mới có mình cô. À, Đây cô được. đang spotlight rồi. Chị Kiều tự ấn spotlight mình luôn. Chị Spotlight Kiều có là ấn ấn vào đâu nhỉ? Spotlight for everyone, ấn vào dấu ba chấm ấy Kiều ơi, xong rồi Kiều ấn vào chỗ dưới review và pin đi là có chữ spotlight, được chưa? À, chị à đây rồi. Được rồi. Ok chưa? Ok. Chắc là do nó bị lỗi. Vâng, Nào. xin mời hai sếp của chúng ta hãy tạo kiểu xinh tươi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ok, Loan ơi, Loan chụp với cô một hai kiểu. Ok, đàn. Vì cái vụ truyền thông là cô Trung gặp cô Trung là phải rất là cẩn thận. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Rồi cái background quá lung linh. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ok, xong. Vâng, cảm ơn tất cả các tình yêu và cái phần chụp hình, và ban tổ chức đã có những bức hình đẹp nhất rồi. Và rất là cảm ơn các anh chị đã đến với Zoom ngày hôm nay. Và bao nhiêu trong số các anh chị lần đầu tiên được gặp cô Trung ở trên Zoom như thế này thì comment số 1 ạ. Ai lần đầu tiên comment số 1 ạ. À, rất nhiều người comment số 1 luôn. Và nhớ là bây giờ thì ạ, gửi đường link này, gửi hình ảnh của nhóm lớp, Loan gửi vào trong cái nhóm hay gì gì đấy. Nhóm mình như là cô vừa thêm Loan vào trong cái nhóm gì đó. Hoặc gửi cho cô thì cô gửi cho đồng đội. À, cô vừa thêm Hồng Loan vào cái nhóm của Thiên Phú đấy. Là ai đó thì cho link trong trong cái nhóm đấy, có người đang hỏi link để vào cái buổi tối ngày hôm nay. Ok, cảm ơn ạ. Em cho ảnh vào trong nhỉ, trong cái nhóm Zalo nha. Anh em ơi, còn ai chưa vào, đưa hết vào tất cả các group của công ty và yêu cầu mọi người là cô Trung đã xuất hiện rồi. Và chúng ta sẽ cùng chiến đấu với nhau quyết liệt trong vòng buổi tối ngày hôm nay. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mong muốn là hệ thống của mình sẽ bùng nổ và biết cái cách làm như thế nào để chúng ta có thể tạo ra một hệ thống phát triển bền vững? Giơ tay và nói tôi ạ. Giơ tay nhanh được, cô Trung nhìn thấy ạ. Và bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là mình có thể là bán lẻ nhiều hơn, và đặc biệt nữa là chúng ta có thể có một cái năng lượng để chúng ta hoạt động liên tục, không bao giờ cảm thấy mệt mỏi và yêu cái công việc bán hàng của mình? Giơ cao tay và nói tôi ạ. Vâng, và đây chính là Zoom mà chúng ta cần phải ở. Và ngày hôm nay có một vài yêu cầu như sau. Yêu cầu đầu tiên đó chính là anh chị phải tham gia 100%. Vậy tham gia 100% đó là gì? Thi thoảng tôi yêu cầu anh chị comment thì tất cả đồng loạt phải comment.
Tại vì tương tác tạo ra kiệt tác. Nếu chúng ta không tương tác thì cái người giảng người ta sẽ rất là buồn. Và thứ hai nữa, đó chính là chúng ta cần phải ghi chép. Trí nhớ của một nhà bác học thua mẩu bút chì cùn. Chúng ta cần phải ghi chép và có sổ bút để ghi chép. Điều thứ ba nữa, đó chính là chúng ta, dù rằng chúng ta đã học hay học tập rất nhiều lần rồi, vậy ngày hôm nay khi mà anh chị vào Zoom này thì tôi cũng chia sẻ một điều, đó là có thể những điều tôi nói không đúng đâu. Và anh chị không nhất thiết phải tin cô Trung nói, nhưng nếu cái thứ gì hay chúng ta mang về ứng dụng vào trong hệ thống và trong cuộc đời của mình, còn cái thứ gì không hay chúng ta sẽ để lại Zoom ngày hôm nay, chúng ta không phán xét nhau. Nên anh chị hãy đi ạ, làm ơn đổ hết kinh nghiệm và bỏ cái, để cho chúng ta trở thành một chiếc ly rỗng. Anh chị đồng ý không ạ? Đón nhận tất cả mọi thứ nhớ nhá. Nếu cái gì hay thì lấy về, còn gì không hay thì bỏ qua cho tôi, và sẵn sàng là chúng ta gì ạ, yêu thương nhau thôi. Và còn một điều nữa mà tôi rất là mong muốn anh chị sẽ làm ở trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là chúng ta sẽ tập trung không phải 100% đâu mà phải là 200% năng lượng, và liên tục cổ vũ cô Trung nhá. Cảm ơn ạ. Rất nhiều anh chị đã ở trong Zoom ngày hôm nay, 144 người rồi. Vậy thì ai là học trò đến từ chương trình của cô Trung mà biết ở trên nhóm Zoom của cô Trung thì comment số 2 ạ. Thấy rất nhiều anh chị Thiên Phú là gì ạ? Comment số 1 rồi. Vậy ai mà ngày hôm nay chưa từng gì ạ? À, đã từng biết cô Trung và là học trò cô Trung có thể comment số 2 được. À, chào Đặng Năm, chào Hoa, chào Vân Trang. À, rất nhiều người đã comment số 2. Vâng, cảm ơn Phan Thu, cảm ơn chị Huyền Nguyễn. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị. Vậy thì số 2 ít hơn số 1. Chính vì vậy mà số 2 hôm nay cần phải ưu tiên các số 1. Tại vì rất nhiều số 1 chưa biết đến cô Trung, cho nên là tôi xin phép khoảng 3 phút để giới thiệu về bản thân mình, có được không anh chị em? Nếu anh chị đồng ý thì comment thật nhiều tim vào đây, thật nhiều tim vào đây. Tên đầy đủ của tôi là Đàm Thu Trung, năm nay tôi 41 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một nơi rất xa xôi, nơi địa đầu của Tổ quốc, nơi mà sau 30 năm bôn ba, lần đầu tiên Bác Hồ đã đặt chân về nước và người đã xúc động hôn nắm đất đầu tiên, dân tộc ta có độc lập, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay. Ai biết Bác Hồ về nước năm nào ở đâu ạ? Vâng, và Bác Hồ về nước vào vào ngày bao nhiêu anh chị có biết không? Cái địa điểm mà Bác về nước đầu tiên ấy, đó là cột mốc 108, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Và tôi là một cô gái Cao Bằng chính gốc và mang theo lòng tự hào dân tộc, tôi đã lớn lên và tôi lớn lên bởi mơ ước của mẹ tôi. Mẹ tôi là giáo viên cấp 3 dạy bộ môn toán, à cấp 2 dạy toán. Và nếu như một giáo viên thì họ mơ ước con họ trở thành gì anh chị có biết không? Chắc chắn là giáo viên rồi, đúng không ạ? Và tôi đã trở thành một giáo cũng giáo viên toán, nhưng tôi dạy cấp 3 ở một trường cấp 3 đẹp nhất của tỉnh Cao Bằng. Sau khoảng 9 năm tôi học tập thì tôi học lên một bậc học nữa là bậc học thạc sĩ. Và năm 2012 tôi tốt nghiệp thạc sĩ. Và trong cái thời điểm đó, anh chị em một cô giáo, một thạc sĩ toán học, phải nói là oai nhất làng Cao Bằng nhà mình rồi. Thời điểm đấy tôi cảm thấy oai lắm, ba họ nhà tôi có ai làm được như vậy đâu. Và sau đó thì tôi cũng đã viết một vài bài báo. Và đặc biệt đó chính là tôi đã chuẩn bị học lên đến bậc học tiến sĩ rồi. Tham dự rất nhiều hội thảo. Và đặc biệt nữa đó chính là tôi mong muốn là trưởng thành. Nhưng mà thời điểm đấy thì trong cái thời gian học thạc sĩ thì có một điều, có một cái sự kiện đặc biệt đã xảy ra trong cái cuộc đời của tôi. Đó chính là thời điểm đó thì tôi vô tình lên mạng. Và lúc đấy thì có một lớp học phát triển bản thân. Ai đã từng phát triển học phát triển bản thân ạ? Khi mà học phát triển bản thân 3 ngày anh chị em ạ, thì tôi đã học lớp đó, hai học phí là 2 triệu một ngày, 3 ngày sau khi năn nỉ các kiểu thì tôi nộp 5 triệu 7 3 ngày. Nhưng mà lớp học đó có 100 người. Và lần đầu tiên tôi biết thế nào là cuộc đời, lần đầu tiên tôi biết thế nào là bài học về tình yêu, về sự hiếu thuận, về sự kỷ luật. Và lúc đấy tôi thấy ô cái môn này hay thế. Nhưng có một điều hay nhất, đó là cái ông thầy ông cứ nói ở trên mục ấy, không cần slide, chả cần bài giảng, ông thiết kế những hoạt động. Sau đó chúng tôi viết thư cảm ơn gia đình thì khóc như một lũ điên. Nhưng quan trọng hơn là tôi tính nhẩm nhẩm sơ sơ là thầy tôi kiếm được 600 triệu 3 ngày. 600 triệu mà chi phí để tổ chức một khóa vậy như vậy thì không nhiều. Và tôi phát hiện ra rằng lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Bạn muốn nhiều tiền, bạn không thể làm công việc ít tiền được. Đúng hay rất đúng anh chị em? Thời điểm đấy tôi đi học thạc sĩ, lương của tôi có 1 triệu rưỡi thôi. Vậy bạn muốn nhiều tiền thì bạn không thể làm công việc ít tiền được. Ở đây ai muốn nhiều tiền comment tôi vào đây giúp cô Trung đấy. Ai muốn nhiều tiền, còn nếu ai nói là không thích tiền, có lẽ là bạn cũng cũng đang ngồi nhầm Zoom rồi. Đúng không ạ? Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome. Tất cả những gì chúng ta nỗ lực đều mong muốn có một cuộc sống tốt hơn. Tiền không hề xấu, tiền là sự đánh đổi của tuổi thanh xuân, mồ hôi, công sức, máu và nước mắt. Và nó chính là gì? Người ta nói rằng giá trị phải quy đổi bằng trị giá. Bạn nói bạn có giá trị nhưng hôm nay bạn không ra doanh số, bạn không có tiền thì đấy không gì ạ, không gọi là giá trị. Người Do Thái có một câu rất là nổi tiếng như này.
Tất cả tri thức mà không biến được thành tiền là tri thức giả. Ai thấy câu này rất là hay ạ? À? Nhiều người nói nhiều nhưng không biết bán hàng, không có doanh số. Vậy tôi nói này ạ, chúng ta cần phải học kỹ năng chốt sale. Anh chị cần phải ngồi đây cùng với tôi để 2 tháng nữa sẽ là 2 tháng lịch sử trong cuộc đời. Anh chị có đồng ý không ạ? Ngày hôm nay tôi ở đây và dưới sự gì ạ? Tin tưởng tôi chỉ cần anh chị làm một việc thôi, bỏ hết tất cả những khu vực cũ và điên cùng với tôi thôi. Tôi có hai cái quan điểm trong cái cuộc đời này về gì ạ? Có hai loại người có thể kiếm được tiền ở trên online, một là sinh, hai là điên. Vậy chúng ta phải có cả hai. Đúng không? Nhưng năng lượng liệu, năng lượng thấp không kiếm ra được tiền đâu. Và thứ hai là làm điên cuồng, làm cái kiểu lờ đờ thi thoảng cưỡi ngựa xem hoa thì không làm được. Anh chị em có đồng ý không? Hôm nay có ở đây tôi thấy rất nhiều người cũng lớn tuổi bằng tuổi bố mẹ tôi này, rồi có người còn hơn cả tuổi tôi nữa, và tôi cũng không biết anh chị đến từ đâu. Nhờ cơ duyên mang hai chữ Thiên Phú Group, à, Thiên Phú thì tôi đã điện được gặp anh chị. Cho nên là nhớ nha, nếu tôi nói cái thứ gì mà không đúng thì anh chị ấy để lại chương trình này. Cho nên là cho phép tôi nói bằng tất cả trái tim, tình yêu và khoảng 500% năng lượng. Có được không anh chị em? Ok, và sau đó tôi quyết định là thôi, thế mình không dạy tích phân đạo hàm hàng đẳng thức lượng giác nữa. Tháng 1,5 triệu để dạy làm gì? Tại vì tôi tính sơ sơ, nếu tôi cứ dạy thì khi mà khoảng 20 năm nữa tôi về hưu thì lúc đấy thì 20 năm đấy thì tổng số tiền tôi kiếm từ nghề giáo dục của tôi khoảng 1 tỷ 2, thì tôi sẽ mua được một cái móng nhà. Nếu đấy là với điều kiện mà 20 năm mình không ăn, nhưng 3 ngày không ăn mình đã chết rồi. Cho nên là tôi toàn tiêu cái số tiền đấy trong vòng khoảng 1 tuần, tôi siêu số lương của mình ấy. Vậy thì lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực. Và ngày hôm nay anh chị lựa chọn Thiên Phú vì điều gì thì tôi cứ biết, tí nữa chúng ta sẽ bàn với nhau. Nhưng hãy lựa chọn một công việc nào đó mà bạn có thể tự do về thời gian, tự do thu nhập, bạn có thể hưởng gì ạ? Số thu nhập của bạn là không giới hạn, tùy năng lực của bạn mà thôi. Vậy thì tôi nghĩ rằng có lẽ ở đây đáp ứng ngoài những yêu cầu đó còn rất nhiều yêu cầu khác, đúng hay sai? Bạn nhất định phải tự do về thời gian, tự do về tiền bạc, tự do về học tập, tự do về doanh số và tự do về rất nhiều thứ. Vậy thì ở đây chúng tôi đang cho anh chị rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể tự do để khẳng định, và bạn càng giỏi thì bạn càng thành công. Vâng, cảm ơn anh chị em ạ. Và lúc đó tôi hành trình về Hà Nội, tôi thôi không dạy thì đấy, tôi quyết định trở thành nhà đào tạo truyền động lực và tôi về Hà Nội. Nhưng nhà đào tạo truyền động lực khi tôi về Hà Nội thì tôi phát hiện ra có một thứ tôi khao khát nhất. Anh chị biết tôi khao khát nhất đó là gì không ạ? Khi mình về Hà Nội với hai bàn tay trắng thì mình chỉ thích tiền thôi. Và lúc này tôi đã lên trên mạng hỏi bác Google là làm thế nào để giàu ở bác. Thì bác Google bác ấy nói là gì ạ? Bác ấy không nói làm thế nào để giàu, nhưng bác ấy nói những thói quen của người giàu dậy sớm, đọc sách và họ đặt mục tiêu mỗi ngày, tập thể dục. Và tôi cũng làm những cái việc như vậy, tôi dậy lúc 4 giờ 1 phút, chạy 20 vòng xung quanh sân vận động Mỹ Đình. Và sau đó thì tôi cũng tập thể dục và tôi đọc, và sau đó thì tôi lập kế hoạch, và sau đó thì tôi quyết định là trở thành ý, người đọc sách nhiều nhất thế giới. Đây chị nhìn chán tôi là bướng này cơ mà. Tôi có một thứ thôi. Nếu đã làm một thứ gì đấy thì nhất định phải giỏi hơn bất kỳ ai. Đấy là cái sự hiếu thắng của tôi, và tôi phát hiện ra là nhờ cái sự hiếu thắng đó mà tôi có ngày hôm nay. Và trong hành trình đọc sách đó, có ngày tôi đã đọc 30 cuốn. Mỗi cuốn bây giờ tôi chỉ đọc khoảng 1 đến 3 phút. Trong hành trình 8 năm nay tôi đã đọc được 5.000 cuốn sách. Nhưng theo anh chị đã đọc được 5.000 cuốn sách thì có giàu không? Không, vẫn nghèo rớt mùng tơi. Cho đến khi tôi đến học một cái lớp học về kinh doanh và thầy tôi nói rằng có một thứ lớp học kinh doanh, và đặc biệt đó là cái lớp mà đặc biệt mà đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, đó là lớp học về tư duy. Người ta nói rằng tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng nặng. Cho nên là tôi đã học lớp NLP, cũng là lập trình lại ngôn ngữ tư duy. Lớp học đó tôi đã đầu tư gần 1 tỷ anh chị em. Nhưng trước lúc được thời điểm đấy thì chưa có tiền đâu, để có tiền để đầu tư được lớp học đấy thì tôi đã làm như sau. Trong lớp học đấy là free 3 ngày. Và anh chị phải nhớ nha, ngày hôm nay anh chị đến đây không free. Tại vì ngày hôm nay là tôi đến với lời mời của CEO Thúy Kiều, và các lãnh đạo phải trả tiền cho tôi thì tôi đã xuất hiện ở đây. Thực sự anh chị là như vậy đấy. Cho nên là ngày hôm nay anh chị phải trân trọng những cái giá trị đó. Tại vì chúng tôi sẽ làm việc với nhau, chúng tôi phải có hợp đồng, chúng tôi phải có rất nhiều. Tất nhiên là buổi đầu tiên thì chưa phải tính toán gì đâu, nhưng chắc chắn là nó liên quan đến cái hợp đồng mà tôi đã ký với Thiên Phú. Và những điều mà chúng tôi làm ngày hôm nay không một cái thứ gì là gì ạ? Là như kiểu là gì ạ? Chúng ta không làm bất kỳ một thứ gì mà giả dối hay hào nhoáng cả. Chúng tôi ngồi đây với tất cả trái tim để mong muốn rằng cộng đồng, những người yêu mến Thiên Phú, chúng tôi có một cái môi trường kinh doanh. Chúng ta yêu nhau, chúng ta không chỉ dùng cái lời nói, không chỉ dùng nụ cười để trả tiền điện được, không thể dùng nụ cười để nuôi con được. Cho nên chúng tôi tạo ra những sản phẩm, những công cụ để chúng ta có thể kinh doanh. Đặc biệt hơn, đó là một môi trường mà chúng tôi tôn trọng con người, vì con người, và ở dưới vũ trụ này không có gì quan trọng hơn con người. Đúng không ạ? Sản phẩm Thiên Phú có tốt đến đâu mà không anh chị em nào dùng thì không không ai ai lan tỏa thì chúng ta cũng không thành công, đúng không ạ? Và sau đó thì đến cái khóa học đó thì thầy tôi đã dạy tôi một thứ.
biết nhiều không làm em giỏi hơn đâu Trung ạ. À, hãy nói ra điều em muốn trở thành và cách duy nhất để thành công đó là hành động. Tôi choáng quá, đọc hàng 3.000 cuốn sách, cuốn nào nó chẳng bằng bảo mình hành động. Nhưng rất nhiều người học nhiều nhưng không bao giờ làm gì. Ở đây có ai rất nhiều lần học đã không bao giờ làm gì không ạ? Vậy điều gì khiến chúng ta không học? Hôm nay tôi sẽ nói nha. Tí nữa tôi sẽ nói, tôi giải mã hết. Tại vì nếu như tư duy mà không thông thì vát bình tông cũng nặng. Tại sao những người đến với chị, tại sao họ học như lại không bán hàng? Tại sao hệ thống của chúng ta lại bị gãy? Tại sao mà chúng ta không thể có những người trung thành, trung thủy và đặc biệt là yêu chúng ta hơn cả anh em ở trong gia đình? Nếu bạn không làm được điều đó thì bạn không thể xây dựng đội nhóm vô địch được. Và lúc này tôi biết là phải hành động. Thế tôi hỏi thầy tôi thêm đúng một câu nữa. Thầy ơi, thế làm cái thứ gì hả thầy? Thầy bảo là làm cái thứ gì em đam mê, em yêu nhất. Nếu em không yêu cái việc gì đấy mà em làm nó thì chắc chắn em sẽ bỏ cuộc. Đúng hay sai anh chị em? Anh chị ở em ở đây, chúng ta mang màu cờ sắc áo của thiên phú. Vậy thì chúng ta cần phải yêu cái công việc, yêu công ty, yêu sản phẩm, yêu sếp của mình, yêu anh Lương, yêu anh Lê Thành. Hôm nay anh là người gì ạ? Anh là người đã mở Zoom đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Và yêu những người đồng đội, yêu cái người đang nói với anh chị ở trên Zoom này. Nhớ nha, tất cả thứ nếu không có tình yêu thì nó là vô nghĩa. Đúng hay rất đúng anh chị. Làm cái thứ gì mình yêu, mình sẽ ở đây trọn đời. Và tôi sẽ nói làm thế nào để yêu được. Tình yêu đến từ đâu? Tí nữa tôi sẽ nói anh chị em nha. Chúng ta không thể tự dưng mà yêu một ai đó đâu. Tôi làm sao vậy? Tôi gặp yêu chị Kiều ngay được. Làm sao tôi yêu Thiên Phú ngay được? Làm sao tôi yêu tất cả anh chị em ở đây đúng không ạ? Vậy thì tình yêu nó xuất phát từ đâu? Đằng nào chúng ta cũng phải yêu nhau. Cho nên là yêu luôn từ bây giờ đi. Ok, ai rất yêu CEO Thúy Kiều, rất yêu Thiên Phú và rất yêu cái chương trình Zoom này có thể là gì ạ? Comment vào đây gì ạ? Em rất là yêu luôn. Comment comment đi ạ. Tí nữa tôi sẽ dạy cho anh chị là gì ạ? Tại sao đây là bài học đầu tiên? Tại sau này chị muốn có những người gắn bó với chúng ta? Chúng ta không thể gì ạ? Chỉ gắn bó với nhau bằng sơ đồ, bằng tiền bạc, bằng chế độ tài chính được. Tại vì ngày hôm nay công ty giả bằng này phần trăm thì sẽ có công ty khác giả cao hơn. Có nhiều người sẽ trả nhiều tiền hơn cho bạn. Nhưng tiền không phải mục tiêu cuối cùng, nó chỉ là xếp số 2 thôi anh chị em nhé. Tiền xếp số 2, còn mục tiêu, cái thứ đầu tiên đó chính là gì ạ? Không gì quan trọng hơn sự gắn kết, không gì quan trọng hơn cái mối quan hệ giữa con người với con người. Và anh chị em, tất cả những mối quan hệ, cách chúng ta giao tiếp, cái vấn đề về tình cảm, nó cũng là rắc rối lớn nhất của đời người, rắc rối lớn nhất của vũ trụ này, đúng hay sai? Tại sao lại đâm nhau? Tại sao lại đánh nhau? Tại sao lại chơi đều nhau? Tất cả vì chúng ta thiếu đi tình yêu. Và tình yêu nó không phải là chỉ nam với nữ. Nếu bạn muốn trở thành một người thành công, bạn còn phải có tình yêu với gì? Với người thân, với gia đình, với hàng xóm, và đặc biệt đó phải cực kỳ yêu đội nhóm của bạn. Ai đồng ý với cô Trung điều này? Và khi bạn có thể trưởng thành, vượt lên trên giới hạn của mọi thứ, hãy nhớ rằng đừng bao giờ ngại ngần nói ra lời yêu thương với người khác. Và ngày hôm nay ai sẵn sàng, tôi không cần biết bài học mà tôi gửi tới anh chị đó là điều gì. Ai sẵn sàng đăng lên Facebook và nói rằng em rất biết ơn lãnh đạo, rất là yêu chương trình này, yêu công ty và biết ơn vì tôi đã có gì ạ, có một, thậm chí là bạn chỉ ở Thiên Phú trong một thời gian rất ngắn, nhưng tôi quan điểm trong cuộc đời tôi là mỗi giây phút hãy cháy hết mình, hãy sống một cuộc đời ý nghĩa nhất, trọn vẹn nhất. Nếu không thì bạn sẽ gì, bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được hạnh phúc ở ngay dưới, cạnh tại thời điểm này, dưới chân bạn, chính nơi mà bạn đã từng đi qua. Nhiều người hạnh phúc của họ là gì? Là tiền bạc, là gia đình, là hết bao giờ mình mới có xe, bao giờ mới có nhà vài chục tỷ, bao giờ mới có thương hiệu cá nhân. Tại sao bạn không hạnh phúc ngay từ bây giờ? Đúng anh chị, tôi cần một hệ thống hạnh phúc, cần những con người yêu thương thực sự, họ tha thứ, họ yêu thương, họ bao dung với nhau. Và đây chính là điều tiên mà người ta nói rằng đến vì công ty nhưng đi về văn hóa. Nếu một công ty nào không có văn hóa yêu thương, biết ơn, đoàn kết thì không bao giờ có thể xây dựng đội nhóm vững mạnh. Nếu anh chị chỉ cần yêu thương, trân trọng lẫn nhau thì hệ thống này không phải 1.000 người, chúng ta có thể đưa nó thành 10.000, 20.000, 50.000. Anh chị có đồng ý với tôi không ạ? Nhưng chúng ta cần phải có cách. Và ngày hôm nay tôi ở đây để giúp anh chị, có thể là từ trái tim của mình, từ những gì mà tôi chia sẻ thôi. Nhưng anh chị lưu ý nhá. À đúng rồi, tôi rất hạnh phúc khi biết tới Thiên Phú. Trời ơi, cảm ơn, cảm ơn. Đúng rồi. Và có rất nhiều cấp độ của tình yêu. Cấp độ đầu tiên đó là nghĩ. Rất nhiều người chỉ yêu chỉ để trong đầu thôi. Cho nên là vợ mình mới đi với người khác. Hệ thống của mình nó mới đi sang hệ thống khác. Đầu tiên là nghĩ. Thứ hai đó là nói ra. Ít ra bạn phải nói ra chứ. Anh yêu em thì ngày mai phải yêu tiếp, ngày kia là phải yêu. Cho nên là làm ơn anh chị ấy nha, hãy bán công ty, bán hệ thống và kinh doanh, đó là bán bản thân, đúng không ạ? Hôm nay bạn cần phải xuất hiện trên online, hôm nay bạn cần phải nói cái lời yêu thương biết ơn. Và ngày mà hôm nay nói, mai có nói không? Có. Cấp độ số 2 đó là nói. Cấp độ số 3 đó là gì ạ? Là hiện diện. Bạn nói bạn yêu người ta nhưng không bao giờ bạn xuất hiện trước mặt họ. Ngày hôm nay không về nhá, anh phải đi ăn cơm với công ty nhá. Bạn yêu vợ bạn là bạn không bao giờ về, con bạn không hiện diện trong cuộc đời của con bạn.
Cấp độ số 3 đó là bạn cần phải hiện diện. Cho nên anh chị em là làm ơn chị em ạ. Anh chị ở đây nếu mà ai, trừ phi những người không mở được cam, cam hỏng cái thứ gì đấy thôi, hay cố gắng hiện diện. Trừ phi những người cho con đang bú rồi đúng không? Cho nên là chúng tôi không cần phải xem cái đoạn đấy, nhưng mà anh chị hãy cố gắng hiện diện. Chúng ta yêu nhau mà. Cho nên anh chị ơi, muốn thành công được, tất cả các sự kiện của công ty, từ Zoom này, online này, sự kiện tôn vinh này, học tập này, đào tạo này, nếu anh chị không tham gia 100% phải tham gia 80%. Tôi không tin những người yêu công ty mà lại không hiện diện. Bảo yêu mình nhưng mà gì, mình có vấn đề, mình đau, mình ốm thì bạn phải hiện diện chứ. Ai đồng ý với tôi vụ này? Tất cả những người kinh doanh không xuất hiện ở sự kiện, không xuất hiện ở các chương trình đào tạo, tôi nói một lần nhá, không thành công được đâu. Tại vì bạn ở nhà ấy, thì rất nhiều rác đổ vào tai bạn, tiêu cực, sau đó bạn chán, bạn có bán được đâu. Nhưng mà tự dưng lên thì lên công ty, chụp một vài cái kiểu ảnh, check in 1.000 anh em, tự dưng về khác bán được hàng, tự dưng khác có xỉ phi vào đời bạn. Đúng hay sai ạ? Xong bạn nghe câu chuyện từ 60 tuổi, 70 tuổi vẫn thành công, nhưng mà thấy là xấu hổ, nhục mặt, mình mới 30 tuổi. Xong là mình gì ạ? Mình, cái ông 70 tuổi, ông có nhập mười vài trăm triệu tiền hàng, mình nhập có 10 cái gì ạ? 10 cái hộp mà xương khớp cái gì về bán mãi không hết. Thế là có vấn đề gì ở đây? Anh chị cần phải gì? Cần phải xuất hiện ở các sự kiện, phải hiện diện, đấy là cấp độ số 3, yêu thương là phải hiện diện. Anh chị đồng ý không? Nhất cự ly nhì cường độ thế này, nhà anh Lê Thành như này, ngồi học là dính vào nhau như thế này thì mới yêu mới giàu được chứ, đúng không? Đấy, anh chị phải hiện diện. Hiện diện nhá. Và thứ tư, cấp độ thứ tư đó chính là gì ạ? Hiện diện rồi nhưng phải quan tâm, phải chăm sóc lẫn nhau, đúng không ạ? Bạn ở với nhau nhưng mà ngày nào thì ạ, vợ thì đi quét nhà, chồng thì ngồi dâu vểnh dâu xem tivi. Tôi không tin. Nếu bạn đã yêu nhau thì phải quan tâm, phải phục vụ lẫn nhau anh chị em ạ. Phải gì ạ? À, thế bây giờ tắm cho vợ đi, vợ nấu cơm cho mình ăn, vợ nó dọn nhà cho mình ăn. Thì bây giờ anh chị lưu ý này, hiện diện không phải để nhìn nhau đâu, mà để gì? Để phụng sự lẫn nhau. Anh chị có tin kinh doanh đó là phụng sự? Những người nào còn cái tôi lớn, chưa cúi xuống, chưa vì cộng đồng mà không có tinh thần phụng sự người khác, không bao giờ có thể thành công được. Ai đồng ý với tôi vụ này ạ? Nhá, kinh doanh làm lãnh đạo không phải để thể hiện, để chỉ thằng khác thể hiện. Mày đi bán hàng đi, xong là tự dưng gì, tự dưng mình lại ngồi như thế này, ông chờ xem doanh số đi về còn lâu. Bạn phải là tấm gương ở trong hệ thống của bạn. Những người không có tinh thần phụng sự, không làm gương thì không bao giờ có thể thành công được. Đúng là rất đúng anh chị em. Nhà cấp độ thứ tư là phụng sự lẫn nhau. Anh chị ơi cúi xuống đi. Đúng ạ, hãy phục vụ nhau từ những thứ nhỏ nhất. Tiểu tiết thì tạo tinh túy. Anh chị có biết không, nếu chồng mình đi tắm thì ngay lập tức phải đi lấy quần áo và lấy khăn. Đúng ạ, thậm chí ngồi ăn xong thì ngay lập tức phải đưa nước cho chồng mình. Thế tự dưng tí chồng mình đi rửa bát thay mình ngay. Đấy kiểu kiểu anh chị nhớ nhá. Cuộc sống là như thế. Chúng ta ở bên cạnh nhau, kể cả kinh doanh cũng thế. Hành trình kinh doanh, những người lãnh đạo luôn luôn tìm cách phụng sự cho người khác. Nếu ngày hôm nay chương trình của công ty hỏi xem tuyến dưới của bạn đến chưa, lấy xí chỗ này, nhận cho cái áo này, rồi ạ, người ta chưa có hình ảnh bắt người ta ra mà chụp hình đi, phụng sự lẫn nhau. Tôi năn nỉ anh chị nhá, kinh doanh này hãy nhớ những cái chìa khóa mà ngày hôm nay tôi nói với anh chị, và thử hỏi xem tại sao mình chưa thành công, tại sao mình chưa có được kết quả huy hoàng, tại sao mình không có nhân hiệu, tại sao không ai biết đến mình. Hãy là người phụng sự. Nếu bạn luôn phụng sự người khác, chắc chắn là không ai muốn loại bạn khỏi cuộc đời. Nhưng nếu bạn kênh kiệu, bạn đến nhà người khác, người ta mời ăn cơm, bạn vểnh dâu ngồi chờ, lần sau nó không bao giờ mời mình nữa. Nhưng đến phát trời ơi, ôi rồi làm gì đấy, em dọn bát dọn mâm rồi còn món nào không, đi rửa rau rửa các kiểu, xong đi đến cầm thêm gì ạ, cầm thêm một chai rượu nữa, lần sau nó mời mình ăn cơm, đúng không ạ? Anh chị nhớ nhá, hành trình cuộc đời của chúng ta sinh ra để phụng sự người khác, và đặc biệt đó là kinh doanh. Bạn phải phụng sự khách hàng, phụng sự lãnh đạo của bạn. Đừng bắt ngày nào sếp cũng phải đi ạ, đi dọn rác ở các cuộc cái hò như hò đò, không ai đến. Sức người cũng chỉ có giới hạn thôi, sự chịu đựng của mỗi con người. Nhớ là chúng ta sinh ra để phụng sự lẫn nhau, và tôi cần một đội nhóm như vậy. Anh chị nhé, bây giờ càng hồi xưa phụng sự đội nhóm thì không cần, cứ chạy quảng cáo thì ra đơn. Nhưng bây giờ tôi tiếc quá anh chị ạ. Lãi được có 100 nghìn thì tiền quảng cáo mất 80, 90 nghìn. 10 nghìn một đơn sống làm thế nào được? 10 nghìn một đơn chúng ta kiếm làm gì? Đúng không anh chị em? Nên là chúng ta lưu ý là bây giờ chúng ta phải học, phải phát triển bản thân. Và nhớ này, tiểu tiết tạo tinh túy. Anh chị comment ạ. Làm tốt từ những việc nhỏ nhất, kể cả nếu như bạn là người quét rác, hãy quét rác như một địa, như một người, như như nhỏ như người ta nói là đẹp, hãy quét rác như kiểu là với một cái địa, hãy làm mọi thứ nhỏ bé với một trái tim vĩ đại. Và cấp độ thứ tư đấy là địa phụng sự lẫn nhau, à phụng sự rồi đúng rồi, quan tâm nhau rồi. Cấp độ số 5 đó chính là lan tỏa tình yêu. Hãy chia sẻ và hãy dạy người khác phải làm thế này với vợ mày đi, làm thế này với hệ thống của mày đi. Cấp độ thứ tư đó gì ạ? Lan tỏa anh chị em. Khi nào bạn dạy người khác yêu thương, bạn lan tỏa cái điều đó, bạn biết ơn, nếu ai cho bạn cái điều gì thì bạn phải sẵn sàng biết ơn người đó, thì đấy mới gọi là gì? Những người đang sống trong cái thế giới biết ơn. Đỉnh cao nhất tất cả của các loại kinh doanh, bạn muốn kiếm được nhiều tiền nhất, đầu tư cho kho phước đức của bạn,
thì bạn cần phải biết ơn. Hôm nay đừng ngại, anh chị hiểu ý tôi không ạ? Tôi không cần anh chị cảm ơn tôi. Nhưng anh chị đăng điều đó để anh chị đang giáo dục bản thân mình, cộng đồng của mình, con mình. Anh chị có tin là con mình là tất cả những người xung quanh mình nhìn mình để và họ bị ảnh hưởng bởi mình, đúng hay sai ạ? Cho nên hãy lan tỏa tình yêu. Nếu hôm nay có một điều gì đó bạn cảm thấy tuyệt vời, bạn không bao giờ được phép giữ nó cho riêng mình. Vậy bạn thấy công ty Thiên Phú có tuyệt vời không ạ? Sản phẩm của bạn tuyệt vời không ạ? Vậy tại sao bạn không thể hiện cái tình biết ơn, cái lòng biết ơn đấy, thể hiện cái tình yêu đấy, hãy lan tỏa nó ra, đừng chỉ nói ở đây. Và một cái công cụ rất tuyệt vời đó chính là trên đa kênh. Bạn có thể nói ở trên TikTok, bạn có thể nói ở trên gì, trên Facebook, trên Zalo, trên các group, và nói ở đâu cũng được. Và ngay bây giờ thậm chí bạn đang nghe điều này, bạn vẫn có thể nhắn vào trong các group nói là gì ạ, trời ơi công ty nào chương trình đào tạo hay quá, em biết ơn công ty, em yêu công ty, ngày nào cũng nói thế. Bạn chỉ cần ngày nói đủ 10 lần thôi, mỗi ngày nói yêu thương, nói biết ơn ai đó 10 lần thì cuộc đời bạn sang trang đấy. Thực sự với anh chị là gì, nó sẽ có những thứ sang trang và rất là cảm ơn. Và sau đó thì lúc này tôi đã đọc được 3.000 cuốn sách rồi anh chị, nhưng tôi vẫn nghèo như cũ. Và lúc này khi mà học cái khóa lớp học đó, tôi quyết định là gì, à tôi hành động, tôi có một mơ ước là 90 triệu dân đọc sách. Khi đọc được 3.000 cuốn sách thì tôi bắt đầu gì, lên mạng tôi live stream những cuốn sách mà rất là nổi tiếng và rất là thành công, ví dụ như Bác Nhân Tâm này, Người Bán Hàng Vĩ Đại này, rồi cái cuốn sách Người Giàu Có Nhất Thành Babylon này, khuyến học này, rồi tôi live stream cái gì nhỉ, Từ Tốt Đến Vĩ Đại, cuốn nào hay nhất thì tôi live stream. Và tôi tưởng là không ai nghe live stream, hóa ra là gì, nếu đọc sách thì không ai nghe thật. Đọc một cuốn sách mất 7 tiếng trên mạng, không bố con là nó nghe hết. Nhưng tôi đã tổng kết lại những bài học ở trong sách và tôi bắt đầu chia sẻ với cộng đồng thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Có những live stream là 2.500 lượt chia sẻ, 10.000 lượt xem ngay lập tức như này này, 10.000 lượt xem khi tôi dứt live stream là 10.000 lượt xem rồi. Và tôi tính sơ sơ nha, một người mà chỉ cần live stream, chia sẻ live stream của tôi thì mỗi người có 1.000 bạn, thì live stream của tôi 2.500 lượt chia sẻ là 2,5 triệu lượt người. Vậy thì đây chính là marketing không đồng. Và năm 2017 tôi live stream như một người điên, live stream điên cuồng, nhưng mà tôi sợ lắm. Mỗi tuần tôi chỉ live stream một lần. Và sau đó tôi biết được quy luật của live stream, thì ngày tôi làm live stream 7 lần, tôi đã có khoảng 1.000 live stream. Và bây giờ khoảng hơn 100 ngàn lượt chia cái người theo dõi của mình ấy, và rất nhiều người đã nhận quà từ tôi. Và sau khi mà tôi live stream chia sẻ điên cuồng như vậy thì tôi vẫn nghèo như cũ, và tôi phát hiện ra mình thiếu một kỹ năng cuối cùng. Anh chị biết để chúng ta có thể giàu có thì kỹ năng cuối cùng đó là kỹ năng gì, anh chị biết không? Chốt sale. Tôi lên live stream nhưng tôi rất sợ người khác bảo là gì, mua hàng của em đi, hoặc là bán thứ gì đấy, không dám bảo người ta là đây là số tài khoản của em, không bao giờ dám nói là gì, hãy chốt đơn đi. Và sau đó khi trong lúc quá nghèo, live stream một năm rồi, thì đến một ngày kia tôi nghèo quá rồi, đến lúc thời điểm mà gì ạ, tôi bị sếp tôi đuổi khỏi cái công ty đấy rồi. Và lúc này tôi quyết định khởi nghiệp. Khởi nghiệp bằng cách đó là gì, lôi tôi lên học NLP rồi mà hành động, nhưng lại không ý, không dám chốt sale. Và lúc này tôi lên livestream tôi nói là thôi bây giờ nhá, ta không livestream free nữa, bây giờ tôi sẽ dạy bạn một năm mỗi tuần 2 kỹ năng, và một năm đấy là 104 kỹ năng cho vào một nhóm kín, mỗi cái buổi đấy khoảng 2 tiếng 3 tiếng, dạy một năm liền thu 499.000. Theo anh chị là nếu dạy một năm thu 499.000 tất cả các loại kỹ năng trên đời, từ NLP, chốt sale, đọc sách, giao tiếp, thuyết trình, đặt mục tiêu, đủ các kiểu trên đời luôn, 499.000. Hôm nay không chốt sale nha, tại vì hôm nay ạ, anh chị chỉ cần comment khu này, tất cả ai comment ngày hôm nay tôi đều tặng khóa học đó. 104 kỹ năng khác nhau nhá. Và tôi đã chuyển nó thành file Word rồi. Chuyển nó thành file Word rồi, anh chị chỉ nếu như không biết cách nào để chia sẻ này, không biết nói gì, chỉ biết đọc chữ thôi, thì đọc cái file của tôi là có thể trở thành chuyên gia đào tạo được ngay đêm ngày mai, ngay buổi sáng ngày mai, sau đêm nay khép lại chương trình này. Có ai muốn nhận cái tài liệu như vậy không ạ? Đào tạo để đào tạo hệ thống mình thôi, để nói cho trơn mồm thôi. 104 kỹ năng luôn. Tôi đào tạo như vậy 1.499.000, và chuyện kỳ diệu đã xảy ra với tôi. Tôi nói là có ai muốn không? Comment tôi cộng với số điện thoại. Ngày hôm đấy 500 người đã comment. Và cái khóa cái ngày hôm đấy tôi đã kiếm được 100 triệu đầu tiên. Và cái khóa học đấy trong một năm rưỡi tôi đã hoàn thành 104 kỹ năng, bây giờ 130 mấy video ở trong đấy rồi, và chuyển nó thành file Word rồi. Bây giờ vậy thì từ trái tim ngày hôm nay, tất cả anh chị em ở đây, tôi tất cả anh chị em ở đây nhá, bất kỳ là Thiên Phú hay là không, hay là chưa là Thiên Phú, thì đây là món quà đầu tiên tôi muốn dành tặng anh chị, là tặng anh chị cái khóa học đó. À, anh chị muốn tặng file Word hay tặng cả file video ạ? Tặng file Word không hay tặng cả file video ạ? Anh chị ơi không cần comment gì cả, tôi sẽ gửi vào cho gì ạ, gửi cho sếp Kiều và gửi cho gì ạ, chị gửi cho anh Lương để giúp anh chị có thể vào khóa học đó. Đó là một nhóm kín ở trên Facebook, tặng cả hai luôn. Ok, Hồng Loan, Hồng Loan cho cô cái đường link của nhóm đó,
anh chị comment thì nhóm đó là nhóm thì truyền nhân 1.000 bài giảng nhá, tí nữa xong trong buổi tối ngày hôm nay thôi, ai thì vào nhóm đó, ở trong cái nhóm đó nó có tên là gì ạ, người ta hỏi bạn đó chính là gì, mã quà tặng của bạn là gì, bạn chỉ cần ghi đó là tôi yêu thiên phú thì tôi sẽ duyệt hết trong đêm này, và tặng luôn cả file Word để về anh chị có thể luyện tập, để anh chị có thể gì ạ, tự tin. Tại rất nhiều người tại sao bạn không bán hàng được, lại không biết nói gì, ngôn từ không có, đúng hay sai ạ? Cho nên tôi dạy anh chị tất cả các chủ đề, video nghe rồi, có file Word đọc rồi, còn cái việc tí nữa chúng ta làm thế nào thì tôi sẽ tính tiếp. Lan ơi, Lan cho đường link vào đây nha, anh chị đừng comment nữa, tí nữa tí nữa cho đường link vào đây, và sau đó nó trong tối hôm nay rồi, tất cả ai mà chỉ cần comment tôi yêu thiên phú, yêu thật sự nhá, yêu lừa dối là không được đâu đấy, 499.000, có cả file Word và có gì ạ, có cả file video, thậm chí nó còn được đóng thành file slide rồi, ai có muốn nhận luôn cả file slide. Ôi giời, hôm nay đúng là gì ạ, tôi chả hiểu tại sao mà tôi lại điên cuồng như vậy. Anh chị không comment nữa, Loan cho đường link nó vào đây. Nào, ở đây. À, tôi cũng có những cái chiến lược để anh chị có thể bùng nổ vào 2 tháng cuối năm. Ai muốn nghe cô Trung nói nào? Anh chị có muốn bùng nổ vào 2 tháng cuối năm không? Ok nha, hôm nay nhớ món quà đầu tiên đấy nhá. À, Lan tí cho đường link nhóm vào đây để anh em coi nhá. Và bây giờ tôi xin phép bỏ này, đây là phần chia sẻ của tôi rồi. Anh chị biết không, trong một năm, năm 2018-2019, cái nhóm đó bán 500.000. Đây tôi không bán, tôi tặng anh chị nhá. 500.000 thì đã thu về cho tôi 200.000 đô la đầu tiên. 200.000 đô la anh chị có biết là bao nhiêu tiền không? Và có ngày gì ạ? Ngày đỉnh cao nhất vào thời điểm đấy 2019 là Covid gì đấy. Một ngày tôi đã đào tạo 6.000 người qua Zoom, và thu được doanh số một ngày từ bán khóa học 499.000, đó chính là một ngày là khoảng 20.000 đô. Mà khóa học đấy tôi đào tạo xong rồi, tôi không bao giờ phải đào tạo lại nữa, chỉ bổ sung thêm giá trị vào nó thôi. Anh chị đấy tuyệt vời, rất tuyệt vời. Vậy tại sao chúng ta chưa thành công? Tại vì đơn giản đó là anh chị không đóng gói bản thân, đúng không? Có gì hay ho phải chuyển thành video đi, chuyển thành slide đi, chuyển thành khóa học đi. Vậy thì nếu như chị em ở đây ai cam kết cùng với Thiên Phú và đồng hành thì trong thời gian tới rất nhiều khóa học của tôi sẽ được gửi tặng anh chị, đấy là điều đầu tiên. Thứ hai là tôi giúp anh chị, tôi khóa học của tôi thì ăn thua gì, tôi giúp anh chị mỗi thủ lĩnh ở đây đóng gói ít nhất 10 khóa học của mình, tôi sẽ soạn kịch bản đến từng chữ cho anh chị. Ở đây có ai dám nhận không thì comment tôi vào đây cái. À không, đừng comment, vào cái nhóm này đi. Bảo Loan đây, đúng cái nhóm đấy rồi đúng không? Ok, anh chị vào đường link như này, xong là comment tôi yêu thiên phú vào đấy, tí nó duyệt hết nhá. Hôm nay ai yêu thiên phú duyệt hết, chơi khô máu luôn. Đấy anh chị thấy không? Nhiều người chưa vào thiên phú nhưng đến đã nhận giá trị rồi. Cho nên tí nữa nhỉ, nhớ cảm ơn sếp Kiều và anh Lương nhá. Ok là, và bây giờ tất cả những thứ thì quan trọng nhất nó vẫn chưa đến đâu. Và tôi xin phép bỏ cái bát này. Và đây chính là cái chương trình đào tạo của tôi về chính thức mới bắt đầu. Và anh chị biết không, cái 5 tỷ, à, cái gần 5 tỷ đầu tiên đấy tôi làm gì ạ? Tôi đi thi người đẹp, tôi thi hoa hậu phụ nữ Á Đông, tôi thi nữ hoàng doanh nhân đất Việt, thi đủ mọi thứ trên đời. Hiện giờ tôi đang là phó chủ tịch của mạng lưới nữ doanh nhân toàn cầu, có từ 10.000 đến 18.000 thành viên. Và tôi có rất nhiều khóa học như vậy. Và tôi đã trở thành một NLP trainer quốc tế theo phiên bản của ABNLP Hoa Kỳ. Khóa học đó của tôi đã đầu tư khoảng 750 triệu, bỏ rất nhiều tiền cho những người thầy của mình. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ lại anh chị những bí mật, những cái keyword đỉnh cao nhất ở trong cái khóa rất nhiều tỷ của tôi. Anh chị sẵn sàng không ạ? Comment nha, 100% nha, chuẩn bị ghi chép nha. Và gì ạ, chuẩn bị gì ạ, chuẩn bị tắt thở đi, anh chị em ngồi thẳng lên nè, phải giữ vững vào ghế mà không tí là gì ạ, bài học hay quá lại ngã ngửa ra ghế luôn. Ok, cảm ơn anh em, và tôi phải bỏ cái bách này đã. Ôi giời ơi, chưa ông làm máu như hôm nay nhá, đến thiên phú mà gì ạ, chỉ muốn cởi cái áo khoác ra thôi, nóng quá ấy. Kể chưa không thấy người nhà nào mà gì ạ, rực rỡ như thế. Để cô Trung bỏ bách nha. Đấy, ôi trời ơi. Rồi rồi rồi. Anh chị em có nhìn thấy cái bảng của cô Trung không? Giơ tay cho cô Trung biết ạ. Ok. Nào, việc đầu tiên để kinh doanh, để có thể thành công trong kinh doanh, tôi nói không cần biết cái chữ gì hết, nhưng mà để trở thành một ngôi sao bán hàng, chúng ta cần phải có một vài thứ sau đây. Anh chị em nhá.
Nào, 5 bước để trở thành nhà bán hàng. Bước 1 đầu tiên, 5 bước. Năm bước, bước 1 đó là anh chị phải hiểu. Nhiều người trái hiểu với công ty, trái hiểu sản phẩm, không hiểu tình hình đi đến đâu. Xong đi bán ầm ầm, xong là nhập hàng về xong bảo hey, chị ơi em không bán được, xong cứ đổ tội tại gì ạ? Tại sếp kiều, tại công ty. Đầu tiên là hiểu, bạn hiểu gì ạ? Hiểu bản thân, hiểu công ty, hiểu sản phẩm, hiểu về thị trường, hiểu luật của Facebook, hiểu luật của TikTok. Đầu tiên phải có hiểu biết đã. Người ta nói là gì ạ? Tại sao chúng ta không thành công và rất nhiều người chết vì thiếu hiểu biết, đúng hay sai ạ? À? Phải hiểu nhá. Về hiểu thì chúng ta ghi hiểu gì ạ? Hiểu điểm mạnh của bản thân, hiểu về bản thân mình, tại sao mình lười đấy, tại sao mình không hút người khác. Bạn có bao giờ make up không, có bao giờ mua một cái bộ vest nó tử tế không, có đầu tư xây nhân hiệu không, có chạy quảng cáo không, không không bao giờ làm gì đúng không, có đi học khóa nào không, không. Rất nhiều người chả học hành gì cả nên họ không hiểu, tại vì tất cả mọi sự thiếu hiểu biết đều phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền, đúng hay sai ạ? Anh chị comment câu này ạ. Nào anh chị comment câu này, tất cả sự thiếu hiểu biết phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền, ai đồng ý vụ này? Cho nên rất nhiều người không biết sản phẩm của công ty dùng bằng cách nào, không biết là có bao nhiêu thành viên rồi, không biết công ty đi đến đâu, chương trình thế nào và kinh doanh ra sao. Nên là sự nhận việc đầu tiên là đọc nhiều sách vào, học nhiều chương trình vào. Và ai cam kết sẵn sàng ngày hôm nay gặp tôi ở đây rồi thì thực sự với anh chị là tôi không biết, tại vì công ty sẽ còn gì rất nhiều chương trình, nhiều người thầy giỏi, nhiều chương trình nữa cho tất cả anh chị. Chỉ miễn anh chị sẵn sàng cam kết học tập trọn vẹn và suốt đời thôi cùng với chúng tôi. Tại vì thế giới đang thay đổi không ngừng, nếu chúng ta còn thiếu hiểu biết, chúng ta còn gì không chịu khó học tập, chắc chắn là chúng ta không còn cơ hội gì để cạnh tranh với những người xung quanh đâu. Đúng hay rất đúng anh chị em. Đầu tiên đó chính là hiểu. Nhớ nhà, tất cả sự thiếu hiểu biết phải trả giá bằng tiền và rất nhiều tiền. Ngày hôm nay ai không trả giá cho việc học thì sẽ rất trả giá rất đắt cho sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Vâng, nào bây giờ ai cam kết cùng với Thiên Phú học tập tất cả các chương trình 100%, khi tôi cam kết vào đây. Nào, không thì anh Lương chụp lại vụ này nha. Rất nhiều người nói nhưng mà không làm. Nói xong toàn diện phản bội chính mình là chính. Bạn còn nói dối chính mình thì làm sao bạn có thể chân thành với cuộc đời này được, đúng không ạ? Nào chị ghi, tôi cam kết và cam kết 100% hay 200 ở đây. Cam kết nha chị nha. Thế giới này đi đến đâu rồi đấy? Chúng ta học cho con mình, cho tương lai của mình, cho 15 năm tới, cho rất nhiều lần sa cơ lỡ vận. Tại sao chúng ta vượt qua được? Tại vì ý chí của chúng ta, vì tất cả những trải nghiệm, vì những điều chúng ta đã học trong cuộc đời, đúng hay sai ạ? Thứ bảy này, chúng tôi có một cái chương trình, đó là chương trình bậc thầy sân khấu. Và anh em nhà Thiên Phú đã đăng ký 23 người và còn gì ạ? Còn khoảng 10 suất duy nhất. Để tôi hướng dẫn anh chị kỹ năng gì ạ? Đứng bục, đào tạo, huấn luyện, chốt sale. Nếu bây giờ có sân khấu 1.000 người, mời anh em lên, anh em có biết chốt sale không? Có biết chia sẻ về bản thân không? Anh Lương nhá, chỉ còn 10 người thôi, không còn gì ạ? Không còn nhiều nữa, cho nên anh chị gì ạ? Anh chị hãy liên hệ với anh Lương để cuối tuần này đi học cái kỹ năng gì ạ? Kỹ năng nói đi. Một trong những kỹ năng kiếm được nhiều tiền nhất, kỹ năng triệu đô là kỹ năng nói mà, đúng không? Có ai muốn đào tạo điên cuồng như cô Trung không? Sau này này tạo ra các khóa Zoom của mình. Ok, đây là rất nhiều người cam kết rồi, giờ thì còn cam kết 500% nữa cơ. Ok, đầu tiên nhất đã là hiểu. Nào, hiểu về bản thân, hiểu về công ty, hiểu về sản phẩm, hiểu về khách hàng, hiểu về đối thủ của mình. Trời ơi, đối thủ của mình dùng chiêu nào, nó đang đi đến đâu, nó đang làm cái quái gì. Hiểu về gì? Thị trường, hiểu luật của Facebook, hiểu thế nào là gì? Là thành công. Đầu tiên đó là hiểu. Thứ hai, chị ghi ạ. Hai, đó là hạ. Hạ cái tôi của mình xuống. Đừng ngại khi nói là gì ạ? À? Cô Trung ơi, chị Kiều ơi, nói cho em biết cái chỗ này. Rất nhiều người không dám hỏi. Cái như hỏi là gì? Người ta che mình ngu ấy. Bạn hỏi, khi bạn hỏi bạn chỉ gì ạ? Ngu ngơ cái lúc đấy, nhưng không hỏi là ngu cả đời luôn. Ai đồng ý với tôi vụ này? Tôi cũng thế. Tôi không biết làm thế nào để kinh doanh, tôi không biết làm TikTok thì tôi phải đi hỏi thầy tôi. Mà không phải hỏi. Mỗi lần hỏi là gì ạ? 100 củ. Cái khóa học đầu tiên tôi học trainer ấy, hỏi một phát là mất 250 triệu. Anh chị hiểu chưa? Hỏi các người thầy bây giờ không phải là dễ như vậy đâu. Bên chị có thì hỏi đi. Còn khi mà kinh doanh hệ thống là tuyệt vời nhất. Đây là cơ hội để học tập gần như free trọn đời, đúng hay sai ạ? Anh chị có mất gì đâu. Anh chị bỏ tiền đầu tư về sản phẩm thôi. Đúng hay rất đúng. Không mất cái quái gì hết anh chị em nhá. Gần như là khi mà vào hệ thống ấy, rất nhiều người không hạ mình.
ai có thể hạ được mình xuống thì người đó mới có thể thành công. Vậy những người mà có thể bỏ được cái tôi là phải tri thức rất tốt, phải đến từ trí tuệ này. Càng hiểu biết, những người càng học nhiều thì người ta càng không kiêu căng nữa, đúng hay sai ạ? Người ta càng chân thành và người càng tôn trọng con người. Những người mà thì hay chửi bới là hay coi thường người khác, đấy là những người thiếu hiểu biết. Nhưng bạn thử đọc một 5.000 cuốn sách như tôi xem. Tôi đã đọc được khoảng 5.000 cuốn, mục tiêu sắp tới của tôi là 10.000 cuốn đấy. Hạ cái tôi của mình xuống và học đi. Bệnh nguy hiểm nhất đó là bạn bệnh gì ạ? Bệnh tôi biết rồi là tôi chết rồi. Nếu biết thì anh chị đã thành công rồi. Biết thì anh chị đã trở thành CEO, thành lãnh đạo của Thiên Phú rồi. Tại sao bạn vẫn dậm chân tại chỗ? Bao nhiêu tháng vào đây bạn chưa bán được hàng? Tại sao bạn chưa đi học? Tại sao bạn chưa tiến lên, đúng không ạ? Nhớ nhà câu nguy hiểm nhất đó là tôi biết rồi. Tôi biết rồi có nghĩa là gì? Là tôi chết rồi. Tôi rồi đấy anh chị em ạ. À. Tôi hiện bây giờ tôi vẫn đọc, ngày đọc nhận 3.000, ba mỗi ngày đọc 3 cuốn sách. Một năm tôi đọc 1.000 cuốn. Và buổi sáng thì tôi đọc free cho cộng đồng. Vậy chân thành tha thiết mời anh em nhé, sáng ngày mai khoảng 5 rưỡi thì tôi có đọc một cái cuốn sách. Mỗi ngày tôi đều đọc review một cuốn sách cho cộng đồng. Cuốn ngày mai là cuốn 140 bốn mấy nhỉ Loan nhỉ? 148. Năm nay tôi đọc 200 cuốn cho cộng đồng. Và để đọc được 200 cuốn cho cộng đồng thì mỗi ngày tôi phải đọc 3 cuốn và tôi mài đít ở tất cả gì ạ? Tất cả các nhà sách. Và tôi phải tấn công rất nhiều nhà sách, có những nhà sách mà không còn đầu sách mới để tôi đọc nữa cơ. Sáng mai anh chị em nhá. Đó là hạ. Hạ cái tôi xuống. Thứ ba. Đó là học. Học. Học điên cuồng anh chị em ơi. Những người giỏi hơn mình, tài năng hơn mình, xinh đẹp hơn mình, họ vẫn đang học suốt ngày. Các CEO này rất là chăm chỉ luôn. Thế bây giờ rất nhiều người vào đây không nhỉ? Cứ chạy quảng cáo chả học hành gì cả. Ôi anh chị em năn nỉ, ôi dồi ôi, không học không được đâu, đúng hay sai anh chị? Theo thống kê khoảng 9 tháng thì lượng thông tin ở trên mạng nó sẽ tăng gấp đôi. Thế bây giờ mấy chục năm nay em không học hành thì bây giờ phải học thôi. Đây chúng tôi đây này, học này, đào tạo này, anh chị có mất gì đâu, đúng không? Tôi là người mệt nhất ngày hôm nay mà, nhưng hãy gì ạ, hãy học. Và thực ra thì ạ, tôi không phải là người mệt nhất đâu anh chị em. Hôm nay tôi là người được lợi nhất. Theo người ta, theo thống kê thì người ta nói rằng người nghe được 5%. Bạn có thể quên tất cả những gì tôi nói nhưng người nói được 95%. Cho nên tôi nói xong là tôi gần như tôi thuộc hết tất cả những thứ này. Cho nên là hãy nhận được tôi nhận lời cảm ơn. Tôi phải cảm ơn anh chị, tôi giỏi hơn. Tôi thờ thấu những bài học này hơn. Tôi chia sẻ với rất nhiều đội nhóm, nhiều công ty. Tại vì có người nghe mình nói đó là cái phước, là cái may mắn của cuộc đời mình rồi. Có người nói nhưng có ai nghe đâu. Ra đường nói có ai nghe đâu, đúng không ạ? Nhưng ngày hôm nay ở đây toàn điện toàn thủ lĩnh, những người giàu có, những người rất là tuyệt vời. Có người cao tuổi, có người trẻ tuổi, có những người kiếm ra nhiều tỷ hơn tôi nhưng họ vẫn ở đây. Đấy là gì ạ? Để tôi trân trọng biết ơn và để thực ra đấy là cái phước của tôi anh chị nhá. Không ngừng học tập, học trọn đời và rất là cảm ơn ngày hôm nay tôi gì ạ? Tôi thấy hệ thống cam kết là học tập trọn đời rồi, tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Và thứ tư thế học công rồi phải gì? Phải hành anh chị em. Hành không phải hành hạ nhá, hành động. Hành động 200% là ai cam kết là gì ạ? Ngày nào kể cả bán được hàng hay không bán được hàng thì ngày nào phải đăng, phải nói, phải kết nối với ai đó. Rồi lên tôi nói tôi biết à, tại bạn không làm hệ thống của bạn nó không làm đâu, đúng không? Nhàn cư vi thì bất thiên, ai mà không làm gì thì đi sớm ấy. Chỉ có lao động là vinh quang. Lao động nó là ý nghĩa nhất. Và đặc biệt những người hành động, điều gì tạo nên sự khác biệt ở con người? Không phải xinh đẹp, không phải nói hay đâu chị em nhá, đó chính là hành động. Đẹp nhất là trong lúc chúng ta đang làm việc, đúng hay sai? Bao nhiêu chị thấy cô chúng ta rất là xinh đẹp ạ. Đấy anh chị, cái hình ảnh anh chị đang ghi chép này, tại sao không chụp lại đăng lên Facebook? Tối nay tôi học như người điên, tí nữa tôi sẽ nói là tại sao việc phải đăng việc mình học. Tại vì đấy là những yếu tố gây ảnh hưởng. Có quá nhiều người lười, họ sợ những người học chăm chỉ lắm. Họ thấy họ đang dắt chân chữ ngũ chơi TikTok rồi các kiểu xem TV, mình lại ngồi học. Cho nên đăng đấy, tí nữa nhá, chụp một cái ảnh mình đây nhá. Đây chụp chụp như này này, dơ dơ đây này, vơ cái màn hình này chụp này. Ôi hôm nay học với Thiên, học với lãnh đạo, với cô Trung vui quá, đăng lên Facebook. Người ta rất sợ anh chị luôn luôn đấy, và người ta ngưỡng mộ. Thực sự với anh chị em là những người học ấy, những người trí tuệ ấy, thì sẽ được những người xung quanh ngưỡng mộ. Và đây cũng là một cách để xây nhân hiệu. Anh chị hiểu ý không ạ? Nào có ai ở khu vực miền Nam với Sài Gòn comment em vào đây cái, hoặc comment tôi vào đây cái. Ai ở khu vực Sài Gòn nào? Ngày 25-26 tôi cùng với Thiên Phú sẽ tổ chức 2 ngày. Một chương trình về bán hàng bậc thầy và một chương trình về xây nhân hiệu triệu đô và bán lẻ đỉnh cao. 2 ngày ở đó. Và anh chị nhớ nha, ngày đầu tiên thì hoàn toàn free, ngày thứ hai thì còn gì ạ, quà tặng ngập đầu luôn. Ngày thứ hai là còn gì ạ, được rất nhiều tiền và quà mang về nữa. Ngày 1 là ngày 25,
nên anh chị em ở nhiều nhiều khu vực Sài Gòn vậy ạ. Nhân ngày 25 và tôi thực sự rất là mong muốn với cái tinh thần là gì ạ, bùng nổ hệ thống ở Sài Gòn, nên các anh em Sài Gòn để chuẩn bị tinh thần chỉ cần mời người đến thôi. Tôi cam kết, tôi đảm bảo với tất cả các anh em đó chính là gì ạ, kiểu gì tất cả những người đấy đến đây sẽ được đốt cháy bởi sự chân thành, bởi năng lượng, bởi đam mê và những dòng sản phẩm tuyệt vời. 25 26. Ok. Và anh chị em nào đây mà không có cơ hội thì bay vào đấy mà làm thị trường. Bay vào đấy mà chơi, đầu tư thì đi chơi em mở rộng thị trường ở Sài Gòn. Được không anh chị em? Và học viên của Thư Trung ai ở khu vực Sài Gòn cũng chuẩn bị tinh thần nha. Bay vào ạ, chuẩn bị xuất hiện. 25 26 anh chị em nhá, nhớ nha, cái chương trình đấy rất là quan trọng. Và tôi sẽ hướng dẫn anh chị những chiến lược bán lẻ, những cái keyword để trở thành một cái người bán hàng bậc thầy. Hôm nay là Zoom thôi, nhưng nếu anh chị được gặp tôi ở ngoài đời, được đào tạo offline nữa, chúng ta còn yêu nhau nữa. Đúng hay sai anh chị em? Thế offline nó có một cái thứ gì đấy rất là đặc biệt anh chị em ạ. Chưa kể có yêu nhau thế, anh có nói 1.000 lời cho đến khi anh hôn mình phát, hoặc làm cái thứ gì ABC XYZ phát thì mối quan hệ mới được xác lập. Đúng hay sai? Cái chuyện va chạm với cái offline, gặp gỡ trực tiếp thì nó rất là tuyệt vời. Tôi không nói bậy ở đây nhé, nhưng thực sự với anh chị là thế, kể cả online vẫn phải kết hợp với offline. Chúng ta cần phải biết chơi với nhau thì cần phải phải hiện diện, đúng không? Tôi nói là hiện diện mà. Ai ngày 25 26 sẽ gặp tôi ạ, gặp tôi, gặp lãnh đạo Thúy Kiều, gặp tất cả anh em lãnh đạo của Thiên Phú ở ngày 25 26 ạ. Bạn bè học viên của tôi hôm nay tôi mời đến chương trình luôn. Nào ai chắc chắn sẽ gặp nhau ạ? Ok, ôi rồi cảm ơn chị Thanh Thủy Sài Gòn. Vâng, cảm ơn Trần Nam Hải. Trời tuyệt vời, rồi đội nhóm 185 anh em rồi. Ui dồi, hôm nay Zoom sắp vỡ trận rồi. Vâng, cảm ơn chị nha. Hành, hoạt động, làm liên tục. Tôi nói thật với anh chị, tất cả các quy trình chúng tôi có hết. Vấn đề là anh chị có làm hay không mà thôi. Nói lại một lần nữa nha, hôm nay chưa cần làm gì. Chỉ cần đăng ảnh của gì? Ảnh mình đang ngồi học, đăng ảnh của công ty, đăng một cái ảnh của cô giáo lên trên Facebook và nói rằng chương trình quá hay, biết ơn, là chúng ta đã gì? Chúng ta đã hành rồi. Tôi chỉ cần anh chị hành như vậy thôi. Được hay rất được anh chị em. Hôm nay ai dám làm vụ này ạ? À? Ai chắc chắn sẽ đăng bài và cảm ơn về chương trình ạ? À? Đây gọi là hành. Nhiều người không dám, bạn xấu hổ à? Được rất nhiều người như vậy đúng không ạ? Và chữ cuối cùng, thứ năm, đó là hoàn. Hoàn có nghĩa là gì ạ? Hoàn thiện. Hãy không ngừng tốt hơn em của ngày hôm qua. Hôm nay học thì ngày mai đừng dừng lại. Ngày mai có chương trình lại là học tiếp. Tất cả tuần chúng tôi có hai Zoom, tháng có chương trình để offline, rồi rất nhiều chương trình nữa. Và ngoài ra bạn có thể nghe sách nói, bạn có thể làm rất nhiều thứ. Này nói lại nha, 5 bước để trở thành người bán hàng bậc thầy. Đầu tiên là phải hiểu hiểu công ty, hiểu mình, hiểu sản phẩm. Thứ hai là phải hạ mình xuống, hạ cái tôi xuống. Không ai có thể chơi với người và cái tôi rất là lớn đâu. Và hệ thống của chúng ta 1.000 người phi vào đời mình, ai ở đây muốn có hệ thống 1.000 người để tôi giúp nào? Ai muốn có à? Thế bây giờ hạ mình xuống, đúng không? Chúng ta càng sâu càng tĩnh lặng, chúng ta phụng sự đồng đội cơ mà. Đồng đội của chúng ta đến từ rất nhiều nơi, có người trẻ, có người già, có người có rất nhiều nỗi đau. Mình mà còn cái tôi thì không khớp được với họ luôn. Tại cái tôi của mình nó khác cái tôi của họ, đúng không ạ? Và thứ ba đó chính là học, học điên cuồng, học gì? Học xong thì phải hành, hành xong cuối cùng phải gì? Hoàn, hoàn có nghĩa là hoàn thiện. Mỗi ngày không ngừng lớn lên. Là bao nhiêu trong số anh chị cảm thấy 5 bước này rất là tuyệt vời? Hãy xinh hơn, hãy giỏi hơn, hãy chăm chỉ hơn, hãy nỗ lực hơn, hãy nói hay hơn, hãy ghi chép nhiều hơn, hãy chia sẻ nhiều hơn. Hôm qua bạn viết đăng một bài thì ngày mai đăng 2 bài. Anh chị có tin có ngày tôi đăng 30 bài trên Facebook của tôi không? Đăng từ Facebook của page. Còn bình thường ngày nào cũng đăng khoảng 3 4 bài. Còn lại thì ạ, trung bình ngày tôi đăng khoảng 3 đến 4 bài. Còn có những ngày đỉnh điểm là đăng 10 bài, 30 bài là bình thường. Anh chị nhớ nha, người ta giỏi hơn mình, người ta tài năng và rất nhiều người nhiều tiền hơn mình, họ vẫn đang học và nỗ lực và điên cuồng hơn. Nên bạn dành nhiều thời gian phí hoài vào những việc nghỉ ngơi này, giặt quần áo này, nấu ăn này, đi du lịch này, chơi TikTok này, xem điện tử này, điện thoại này, rồi xem rất nhiều loại phim ở trên đời này. Tại sao bạn dành nhiều thời gian giải trí như vậy? Muốn nhiều tiền đừng làm cái việc ít tiền, cái việc không ra tiền làm suốt ngày. Tôi thấy rất nhiều người chỉ toàn tiêu tiền thôi, chả tập trung vào những việc ra tiền gì cả. Đúng hay rất đúng anh chị em? Tôi nói anh chị đừng giận tôi nha. Đây nha, đây là 5 bước để trở thành gì? Ngôi sao bán hàng. Và bây giờ tiếp tục. Anh chị em ơi, có kịp nghe giọng của cô Trung ạ? À? Tôi nói có bị nhanh quá không ạ? À? Ok đúng không ạ? À? Ok, nào. Bốn yếu tố để ảnh hưởng đến người khác. Là cái gì? Bốn yếu tố. Thế làm thế nào để mình hút được nhiều sỉ? Làm thế nào để gì ạ? À? Cái Facebook của chúng ta, người ta phải tương tác như vũ bão luôn. Anh chị có đăng bài lên mà không có ai tương tác, đúng hay sai? Ở đây có ai như vậy không? Nói để con gì ạ? À? Để gỡ tháo gỡ khó khăn. Ok, nào, bốn yếu tố gây ảnh hưởng, bốn yếu tố. Bốn yếu tố gây ảnh hưởng.
bốn yếu tố gây ảnh hưởng. Yếu tố đầu tiên, yếu tố đầu tiên đó chính là sự thay đổi của bạn, thay đổi của bạn, thay đổi. Anh chị biết tại sao tất cả những người bán hàng, bạn bán mỹ phẩm đúng không, thì bạn phải xinh lên chứ. Em ngày hôm qua xấu như con điên ý, thế hôm nay em lên thì phải có một cái ảnh nó đẹp đẹp tí, xong đi ra ngoài phải trang điểm tí, gặp cô Trung phải dưỡng da đi, rồi các kiểu. Cứ before với after, trước sau, trước sau, người ta rất thích cái thứ đấy, đúng hay rất đúng. Nên mỗi ngày phải xinh hơn đi, anh chị em phải làm hơn. Đăng cái ảnh ngày xưa thì tất cả những ảnh xấu xấu đang băm rau lợn thì xấu như điên ấy, giữ để nhá. Cái đấy là để bảo bố đấy. Xong là gì? Ngoài cái ảnh băm rau lợn xấu như điên ấy, rồi gánh gạch cái các kiểu. Xong ngày hôm nay thì em vào Thiên Phú em xinh như thế này. Thứ bảy tuần này đi học phải đẹp, phải xinh đẹp anh chị nhá. Tôi mà lên bục có đẹp xinh đẹp rực rỡ lắm. Cho nên anh chị nhớ, thứ bảy đi học phải chụp ảnh, tôi thuê máy ảnh cả 2 ngày phục vụ anh chị. Đi học mà không có bộ bộ ảnh đẹp mang về là gì ạ? Là không phải học trò cô Trung đâu đấy. À, vâng, cảm ơn Samsung ạ. Tôi đang nói về rất nhiều chiến lược để có thể tuyển sỉ, về rất nhiều cách, nhiều chiến lược. Hôm nay trong chương trình này thì không thể nói hết được, nhưng tôi chỉ nói những thứ cơ bản nhất, mạnh mẽ nhất để chúng ta có thể tăng tốc và về đích trong 2 tháng tới rồi. Nào, đầu tiên đó là sự thay đổi, nên làm hơn. Ngày xưa mình đi bình thường, bây giờ mặc vest thì mặc một vài bộ nó lấp lánh hơn đi. Có những ảnh máy cơ rồi trong lớp học, mỗi ngày phải nỗ lực xinh hơn và thay đổi nha, trước sau. Ngày xưa em lười lắm nhưng bây giờ em đi, em là một người chăm chỉ. Ngày xưa em rất xấu nhưng bây giờ em xinh. Ngày xưa em không biết nói gì nhưng bây giờ em đi, em live stream, em chia sẻ mầm. Anh chị hiểu ý không ạ? Nào, có ai muốn được tặng quà nữa không? Tặng quà, tặng quà, có ai nhận quà không để cho cô Trung còn biết nào? Tặng mà không đỡ được luôn, tại những ai chưa kịp đi học hay là gì ạ, phải có tặng quà tặng để về người ta gì ạ, người ta luyện. Ôi dồi ôi, đội này nhận quà rất nhanh. Vậy thì tôi tặng anh chị một món quà, đó chính là một cuốn ebook của tôi. Cuốn này hay kinh khủng, live stream chuyên nghiệp đạt đỉnh sự nghiệp, và 74 trang hướng dẫn cụ thể về live stream. Anh chị chưa biết live stream thì vào đó mà đọc. Ôi dồi ôi, vậy thì này, có một cách hút sỉ đó là gì này, sỉ người ta không về bạn ngay đâu. Đầu tiên bạn phải khiến họ thích đã, tặng họ món quà gì đấy. Vậy anh chị có thể tặng quà này cho đồng đội của mình đúng không ạ, tặng ebook live stream chuyên nghiệp đạt đỉnh sự nghiệp. Ai muốn nhận vào cái nhóm Zalo này, anh chị thử xem là gì ạ, có rất nhiều người sẽ tuyển ngay được một vài chục người, vài trăm người vào trong nhóm Zalo của mình, đúng hay rất đúng anh chị em. Rất nhiều người chỉ muốn tuyển ngay, ôi rồi ôi, làm ơn, bây giờ khách hàng nó thông minh lắm. Bạn phải mời họ về, đầu tiên phải đào một cái ao, xong mời khách hàng vào ao, phải thì muốn họ vào ao nhà mình thì phải có một vài cái mồi câu nó xịn sò vào, đúng hay sai ạ? À? Vậy tôi có một kho mồi câu tặng cho gì ạ? À? Tất cả những thành viên chính thức của Thiên Phú thì có ai nhận không? Kho triệu đô luôn. Ngày anh chị đưa ra cái gì, tặng cái gì, người ta cũng vào kiếm được là vài trăm người mỗi ngày, mà không cần phải chạy quảng cáo, không cần phải làm bất kỳ thứ gì cả. À, tôi sẽ bàn lại với các lãnh đạo của Thiên Phú nha. Chơi khô máu luôn trời, tại vì tài liệu tôi để đấy mà. Cho nên tôi muốn anh chị có cách tốt nhất, có một cái kỹ năng để thành công, đó là sử dụng trí tuệ của người khác. Nếu không xin được thì mua, anh chị hiểu chưa? Còn ngày hôm nay là gì ạ? Tôi có nhiều món quà tặng trong chương trình này, nhưng tôi có một kho tài liệu, kho cực kỳ đỉnh luôn. Cả các khóa học với các kiểu mà kho những tài liệu đấy chị mang đi câu ấy. À, xong gì ạ? Bắt đầu gì ạ? Cá vào ao nhà mình rồi thì mình bắt đầu gì? Học cái kỹ thuật câu, xong mình bắt đầu phải chuyển đổi, phải tặng quà, phải mời người ta đến chương trình, người ta thấy mình lâu lâu người ta mới đi, người ta mới bắt đầu hỏi về kinh doanh như đúng không? Thế bây giờ thì bạn lại cứ muốn người ta về luôn, không có. Không bao giờ có chuyện đấy, hoặc có thì người ta cũng gì sử dụng một sản phẩm người ta ủng hộ mình, rồi thì em sẽ là người ra đi ngày mai nó hát cái bài đấy ngay đấy. À, tôi biết là thì lãnh đạo công ty này hát rất là hay và tôi đang chờ đợi anh hát ở gì, ở chương trình offline. Em chưa có cơ hội được nghe anh Phú hát chị Kiều ạ. À, mà em thì em chỉ thấy anh lên trên sân khấu thôi. Vậy đợt này phải được mục sở thị trực tiếp. Nhớ nhà tôi sẽ trao lại cái kho kho kinh điển đấy, và nó đáng giá triệu đô, tại vì nó có thể làm được điều đó. Rất nhiều khóa học, một vài trăm slide về tất cả các kỹ năng trên đời để có thể tặng anh em. Anh em chỉ có việc bung lụa thôi. Thực sự anh chị là anh chị thấy các sếp có tâm huyết không? Tìm những thứ tốt nhất cho mình rồi, cho nên là mình không bung lụa là không được đâu. Việc đầu tiên là chính là phải thay đổi. Ai sẵn sàng thay đổi? Giơ cái tay nói tôi ạ. Cam kết không ạ? Phải thay đổi chứ. Đúng không? Em qua xấu hôm em xinh, đăng cái phần before và after. Trước khi em đến Thiên Phú em thế này, sau khi em đến Thiên Phú em thế này. Vậy thì đấy chính là cái câu chuyện để chúng ta chốt sale đấy. Anh chị lên Facebook của tôi nhé. Anh chị sẽ phao xem cái bài đầu tiên tôi ghim ấy. Đó là ngày xưa thì tôi có một mơ ước đứng trên sân khấu 5.000 người. Bây giờ tôi đã đứng rồi. Bán hàng đầu tiên đó là bán hàng bằng câu chuyện.
Tiếc quá anh chị em. Cam kết hôm nào tặng một cái, tại vì rất nhiều người sẽ không đến được offline, nên là hôm nào anh chị nổi hứng anh chị muốn học, tôi sẽ tặng anh chị về cái lớp học khoảng 15 chiến lược tuyển sỉ, có được không anh chị em? Hứa sợ hứa hứa nha, hứa cam kết nha. Ai muốn nhận khóa học đó tặng riêng Thiên Phú nha, 15 chiến lược tuyển sỉ. Lớp lớp học nhớ như ghi lại, anh Lương nhớ ghi lại, đòi cô Trung như tôi thì rất hay cao hứng, tặng điên cuồng luôn. Vấn đề đó chính là gì, tôi hay quên. Đấy, cho nên là lãnh đạo nhớ nhắc tôi 15 chiến lược tuyển sỉ, thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về cái việc đó là gì ạ, tạo ra những thứ gì để có thể thu hút cộng đồng. Tại vì bạn nhớ nha, bạn có thể gì ạ, thu hút tất cả những người xung quanh, thế tại sao bạn không gì ạ, không làm nó một cách có chủ động? Và bây giờ làm gì có rất nhiều người có đủ tiền để quảng cáo, nhưng quảng cáo về có phải chăm chán chứ không phải ra đơn ngay đâu, có thể thành đại lý và sống chết với mình ngay đâu, đúng không? Kiểu gì thì kiểu giao tiếp là một vấn đề quan trọng giữa con người với con người, cho nên chúng ta vẫn phải học cái kỹ năng đó. Như hôm nào dạy 15 chiến lược tuyển sỉ, rồi dạy cả gì ạ, vài chục chiến lược bán lẻ như gì ạ, như hơi thở, có được không anh chị em? Nhớ nhá, ghi lại tôi để tôi nợ Thiên Phú một vài chương trình. Vâng, cảm ơn anh chị em, rất tầm muốn luôn đúng không? Đầu tiên là thay đổi, sẵn sàng thay đổi rồi. Cái thứ hai đó chính là sự phát triển của bạn. Sự phát triển của bạn, ngày xưa bạn là cộng tác viên, bây lên cấp đại lý, lên cấp điện tổng đại lý, rồi lên CEO. Ô, tại sao mà gì ạ, chúng ta lại không đưa ra mình cho những cái mức, cái cấp độ cao hơn, đúng hay sai ạ? Hôm nay em là đại lý, ngày mai là tổng đại lý, hôm nay nào ở đây có ai gì ạ sẵn sàng nâng cấp trong tháng tới không? Lên cấp cao nhất của công ty luôn, sợ cái quái gì đâu. Anh chị nhớ nha, cái sự phát triển ấy, nếu bạn ở đấy bạn không phát triển thì người ta sẽ không gì, không bao giờ bị, bạn sẽ không thu hút được người khác đâu. Bạn muốn tuyển sỉ, thế bây giờ muốn tuyển sỉ thì bạn phải làm đại lý đã, bạn vào cộng tác viên bạn tuyển sỉ kiểu gì, đúng hay sai? Vào cộng tác viên thì chỉ gì, chỉ cộng tác để bán hàng thôi, bây giờ muốn có sỉ phải lên đại lý. Vậy thì bạn muốn gì, muốn cái đại lý nó to hơn bạn phải lên tổng đại lý chứ, thế bạn vẫn ở cái khu đại lý và lấy tuyển đại lý à? Ai ai thấy cô Trung nói là rất là đúng ạ. Họ phải tìm những người giỏi hơn họ, cấp bậc cao hơn họ để đi, để họ đi theo. Thế bây giờ cái bây giờ bạn họ có đi thì đây, rất nhiều người là chị ơi cái khách hàng này của em giỏi lắm nhá, cái chị này vào sẽ làm CEO đấy. Thế bảo họ gì ạ, đầu tư cái khoảng là 20 triệu, gói 50 triệu đi. Thôi em tiếc lắm, thôi thôi em cứ gì ạ, em cứ 2 triệu một xong bán hàng còn lâu, chả bao giờ có thể tuyển được khu vực đấy. Nhớ rằng năng lượng của bạn đi phải cao hơn người khác, cái cấp bậc của bạn nó phải cao hơn người khác, bạn mới hút được cái khu vực ở dưới. Tôi không bao giờ thấy cái việc đó gì ạ, một cái người vào đây chân nước chân ráo chưa có gì mà chúng ta lại tuyển được những cái lãnh đạo cao hơn mình, những người giỏi hơn mình, đúng hay sai? Vào xong mình kết nối xong nó chán đời nó bỏ mình đi. Nên hệ thống này cứ hiểu không hiểu tại sao. Chị ơi em bị cướp, hệ thống cướp cái gì, nó chán mình quá nó bỏ mình đi, bảo là bị cướp. Làm bạn có đẻ cho nó đâu, đúng không? Mình phải mẹ phải bố nó đâu mà mình cướp được. Ai hiểu chỗ này tôi nói hơi thô một tí nhưng đúng là như vậy đấy. Nào ai sẵn sàng nâng cấp và phát triển lên ạ? Nào tổ chức chương trình đi, để tôi cho anh chị biết cái cách làm như thế nào để lên những cấp bậc cao hơn. Đặt ra mục tiêu thì chinh phục những nấc thang cao hơn đi, đúng không? Bây giờ bạn có một cái sản phẩm ở trên tay bán nó gì đây, sản phẩm này em khoe sản phẩm nhà em nhé, em đi đâu tôi sang chưa kiếm được tiền hết. Anh em thấy không, đây này này, cả gia tài mỗi hộp thì có đúng một loại thì bán nỗi gì, đằng sau phải có 1.000 hộp. Ai hiểu ý cô Trung ạ? À? Người ta không thể mua với cái gì ạ, à? Cái đại lý mà có mỗi một hộp được chắc chắn là bị mua đắt. Thế là ngày hôm nay thì có đại lý chẳng hạn, có sản phẩm chẳng hạn uy tín đúng không, chiến thì chiến khô máu chứ, bán hàng mà có mỗi một hộp ở trên tay thì bán cái kiểu gì đây, tôi có đúng một hộp này. Đây này, còn chưa dám dùng cái này, chưa có thời gian dùng, phải dùng từ từ anh chị em ạ. À, đấy đấy chị em, đây cái sản phẩm gì đây, ôi rồi ôi, viên đặt phụ khoa đây rồi, slim đây rồi, đây giảm cân rồi, viên đặt phụ khoa rồi, răng miệng này, dạ dày này, rồi đi đây, ôi sổ ơi, cái sản phẩm này tôi thề với anh chị em nó chính là gì ạ, mê kinh hoàng luôn, ai chẳng đau lưng, ai chẳng đau vai. Cái sản phẩm là mũi nhọn thì còn cái thứ gì nữa, đúng là chúng ta chưa biết chiến lược bán hàng thôi, nhưng mà thực sự với anh chị em là gì, nhất nhiều người họ không khô máu ấy, họ không chiến đấu ấy, và họ không nâng cấp bản thân lên. Nhớ như sự phát triển rất là quan trọng, ai ở cấp độ nào nâng lên 2-3 cấp nữa được không anh chị em? Làm sao mà gì ạ, tại sao mình không ở đỉnh cao, mình không đặt mục tiêu thì những cả những người sau mình gì ạ, họ không ngưỡng mộ mình đâu. Cho nên là sự phát triển. Vậy ngày hôm nay chị đọc một cuốn sách, anh chị có đăng Facebook không? Đăng chứ, hôm nay chị đi học cái chương trình này chị có đăng không? Đăng, tại vì rõ ràng chúng ta đang phát triển. Nếu chúng ta đang ngồi đây nào, bây giờ giảng đến đây rồi tôi hỏi thật nhé, ở đây này có ai thấy là lúc vào Zoom đến bây giờ mình đã thông minh hơn gấp mấy lần rồi, có những bài học mình đã mở mang đầu óc ra rồi, đúng hay rất đúng anh chị em, đúng không? Chúng ta đang phát triển, cho nên các chương trình mình học là mình đang rực rỡ vào. Làm ơn anh em nhé, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh chị
Thậm chí là gì ạ, có khi có rất nhiều người ta phải tự viết, nhưng viết một vài dòng cảm ơn được, đừng đừng ăn cắp content. Ăn cắp content là cái người bị copy ấy, là sẽ bị giảm 30% tương tác, còn mình là giảm 70% luôn cái bài đấy mà không chỉnh sửa ấy. Tất nhiên có thể lấy nội dung, nhưng ở phần trên, ở phần dưới, chúng ta ở phần trên phần dưới chúng ta phải sửa đi, và cái ảnh của chúng ta phải có ảnh mình. Như mình đăng toàn rất nhiều người lười kinh hoàng luôn. Trời ơi, bạn không thể thỏa hiệp với ba thứ: một đó là thiếu hiểu biết, hai đó là lười, ba đó chính là bệnh tật. Ba là nghèo, một là thiếu hiểu biết, hai đó chính là gì ạ, lười biếng, ba là gì, nghèo đói. Ba thứ đấy không bao giờ được thỏa hiệp luôn. Mình không thể chấp nhận mình ngu, không thể chấp nhận mình không có tiền, và không thể chấp nhận mình gì, mình lười biếng được. Nếu mà đã không xinh đẹp, chưa giàu được còn lười thì ai mà đỡ được mình, đúng không? Cho nên chị lưu ý một điều, đó chính là sự phát triển của chúng ta ngày hôm nay. Đấy chính là lý do tại sao mà những người đi học ấy, rồi anh chị thấy em, tất cả những người thành công ấy, các lãnh đạo ấy, học như lũ điên. Như tôi này, tôi cũng học học điên cuồng lắm, học không biết bao nhiêu lớp rồi, và bây giờ vẫn đi, ngày nào cũng học, ngày nào cũng làm một thứ gì đấy, ngày nào cũng phải ghi chép. À, rất là cảm ơn lãnh đạo đã gửi cho tôi những cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời, và anh chị có muốn là tôi sẽ quay một vài feedback và gửi tới đội nhóm của chúng ta không ạ? Cổ vũ cô Trung nha, thả tim với cô Trung này để tôi nhận, tôi quay feedback cho công ty. Thì đấy chính là gì ạ, cái yếu tố số 2, phải luôn luôn phát triển. Anh chị cam kết không, mỗi ngày hôm nay phải khác hơn em của ngày hôm qua. Nếu hôm nay đã nghe điều này rồi mà chúng ta cố tình không làm, có nghĩa là gì, bạn lười, bạn còn thỏa hiệp với việc lười nữa. Tất cả sự thành công của ngày mai nó tùy thuộc vào độ lười của quá khứ. Bây giờ 90 tuổi đi, quay trở lại là bạn nhé, 90 tuổi bạn quay trở lại nói gì với mình thì theo bạn, bạn nói gì ạ? Nếu mà mình lười quá thì gì, mình 90 tuổi mình quay lại chửi, sao mày ngu thế hả Trung? Ôi trời, sao mày lười thế? Trời ơi, sao, tại sao để diện cái lúc khi mình 90 tuổi mình quay lại mình chửi mình nhục như thế được, đúng không ạ? Hãy để tương lai biết ơn vì những gì mà chúng ta đã có ngày hôm nay. Chúng ta tưởng tượng chúng ta 80 tuổi, 90 tuổi nhắm mắt xuôi tay rồi, mình quay lại đây và mình nói với cuộc đời này, tôi biết ơn bạn tại bạn đã rất là nỗ lực, biết ơn bạn tại vì ngày hôm nay bạn đã đứng trong đội nhóm của Thiên Phú, ngày hôm nay bạn đã kinh doanh, ngày hôm nay bạn đã học, ngày hôm nay bạn đã học tập, và ngày hôm nay bạn đã ghi chép một cách rất là cẩn thận. Cảm ơn cả nhà đã thả tim cho cô Trung. Anh chị hiểu bước số 2 chưa? Bước số 3. Bước số 3 này, đó chính là điện kết quả. Có thực thì mới vực được đạo anh chị em ạ. À, nên là đấy là kinh doanh. Tại sao hôm nay phải khoe, khoe đơn, khoe xem hôm nay nhà em đi về như thế nào, khoe hôm nay là gì ạ, công ty em có khóa học, khoe hôm nay nó là gì, hôm nay có bao nhiêu sỉ, hôm nay có bao nhiêu khách hàng mới. Kết quả rất là quan trọng, đúng không ạ? Không có kết quả thì đừng nói chuyện. Vậy thì làm thế nào để có kết quả để khoe ạ? Hành động, đúng không? Không làm thì làm gì lấy kết quả gì mà khoe. Cho nên ngày hôm nay đấy là lý do tại sao mà chị lấy kinh doanh online, người ta hay khoe đơn không, khoe tiền không, khoe đại lý không, đúng hay sai ạ? Anh chị sẵn sàng flex sếp mình không? Flex cả công ty và flex cái chương trình này không anh chị em? Flex chứ khoe ra được gì nữa? Kết quả đúng không? Mọi kết quả để chúng ta có. Hôm nay bạn chưa có kết quả thì học tập cũng là một kết quả. Bạn chưa có kết quả thì hôm nay công ty vẫn có kết quả mà. Vào nhóm công ty đi. Hôm nay không ai bán được hàng à? Thế bán được hàng thì hôm nay bạn không cần biết người được có trong hệ thống của bạn hay không. Bạn phải có một văn hóa là chúc mừng. Hôm nay chỉ cần ai có đơn, ai có sỉ đấy, ngay lập tức đăng luôn: chúc mừng lãnh đạo này. Mình không cần khoe ở trong hệ thống của mình đâu, nhưng người ta tự hiểu đó chính là gì, do mình tuyển ra. Mình không phải tuyển ra, mình có thể chúc mừng đồng đội, chúc mừng anh em, đúng hay sai? Còn ích kỷ, ngày nào mình tuyển được thì mình mới chúc mừng bản thân, còn mình không chúc mừng, không hỗ trợ, không giúp đỡ ai hết, cho nên mình không giúp đỡ những người trong đội nhóm của mình thì mình đang gì, đang chết thôi. Cả công ty không phân biệt là nhánh của anh Lương, nhánh của anh Thành, hay nhánh của chị Kiều, hay nhánh của cô Trung, không cần, không bao giờ được phân biệt như vậy. Bạn có những nhóm riêng, bạn có thể có thành tựu từ họ, có phần trăm từ họ, nhưng hãy nhớ rằng chúng ta là một one team, chúng ta chỉ là một team duy nhất, chung một màu cờ sắc áo, chúng ta chung một cái màu vàng này, chúng ta chung một tình yêu, chúng ta chung tình yêu với gì, với chị Kiều, với anh Phú, với sản phẩm và với văn hóa của công ty. Ai đồng ý với tôi thấy chuyện này rất là đúng ạ? Nhiều người của cô em không có kết quả. Thế công bạn không có kết quả thì công ty thì không hoạt động à? Công ty vẫn đang hoạt động mà. Chúng ta phải có văn hóa đó gì, chúc mừng đội nhóm của mình. Ai lại đúng như vậy ạ? Nhớ nhất, nhiều người bảo em không tuyển được sỉ. Ôi rồi ôi, ngày nào bạn cũng khoe công ty bạn, hôm nay công ty bạn có bao nhiêu sỉ, hôm nay công ty bạn làm cái thứ gì, thì chắc chắn là người ta sẽ phi vào đời bạn, đúng hay rất đúng. Khoe ác liệt lên, flex kinh hoàng vào, ai hiểu chỗ này? Sẵn sàng không, xấu hổ gì, ngại thì nghèo. Nhiều người cô em ngại, ôi rồi ôi, đi kinh doanh online gì ạ, không thò mặt ra thì thôi lại còn bảo ngại. Chị em nhá, flex flex flex, chị biết chỗ này chưa? Nhiều người không biết đâu, flex có nghĩa là khoe. Dân mạng nó dùng flex, flex sếp em này, hôm nay flex gì ạ, các đại lý nhà em này, flex dòng sản phẩm của em này, khoe, ngày nào phải khoe. Ai sẵn sàng khoe giơ cao tay nói tôi. Ok, cảm ơn chị em. Thứ tư,
Và cái này là quan trọng, và quan trọng anh chị em nhá. Không làm thì lấy đâu ra kết quả? Nhiều người ỷ lại cực kỳ luôn, không có kết quả gì để khoe hết, khoe đủ thứ trên đời luôn. Và thứ tư đó chính là gì ạ? Mức độ ảnh hưởng của chúng ta. Nào, mức độ ảnh hưởng. Ảnh hưởng đây có nghĩa là gì ạ? Hôm nay bạn nhớ 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 đây này, tí nữa vào vào Facebook nhá. Phải ghi là gì ạ? Chúc mừng 200 thủ lĩnh hôm nay đã tham dự chương trình huấn luyện đặc biệt của công ty. Bạn phải có mặt ở trong cái đội nhóm này, đúng không? Ôi dồi ôi, nhóm gì mà diện mới kinh doanh 3 tháng mà đã có 200 anh em rồi. Cái mức độ ảnh hưởng của em này, bạn không kết nối với ai, bạn không đi dự sự kiện thì làm thế nào người ta biết bạn đang ảnh hưởng như thế nào? Công ty bạn đang lớn ra sao? Đúng hay sai ạ? Hôm nay có ai cảm ơn bạn không? Hôm nay các anh chị làm ơn nhé, đăng bài xong gì ạ? Nhớ tag cô Đàm Thư Trung mà được không ạ? Tôi cho lên trang của tôi hết. Tôi cứ thấy là tôi sẽ cho lên trang của tôi. Thì đấy là anh chị vừa giúp tôi, nhưng tôi cũng giúp anh chị. Tại trang tôi có 100, tôi thì tôi không nổi tiếng như chị Kiều đâu, tôi mới có hơn 100 anh em, 100.000 anh em thôi. Nhưng chị Kiều chỉ có cả triệu người luôn. Nhưng chị không, chị anh chị chỉ cần hiện hôm nay cảm ơn sếp đã cho em một chương trình tuyệt vời cùng 200 đồng đội và 200 thủ lĩnh cấp cao của công ty. Xong chị Kiều cho lên trang của chị Kiều, thế tự dưng là đi, tất cả những người theo dõi chị Kiều đều biết thì anh chị. Thế đây gọi là chúng ta xây nhân hiệu hội nhau, đúng hay sai? Nếu em này không làm gì, không ai cảm ơn bạn, thế bạn gì? Cho nên là làm ơn, hay mỗi lần bạn bán hàng cho khách, hãy đối xử tử tế với họ, nhờ họ feedback. Người ta nói là trăm lời bạn nói không bằng một feedback của người khác. Cho nên mức độ ảnh hưởng được đo việc ngày hôm nay bạn có ai cả, để có ai biết ơn bạn không, có ai cảm ơn bạn không, có ai tang bạn vào hay không. Nên anh chị ạ, à, nếu anh chị có 1.000 người trong công ty ngày nào cũng cảm ơn sếp Kiều, cảm ơn công ty, thì em nói thật công ty anh chị đã xỉ nó về ầm ầm, nó vỡ trận luôn, đúng hay sai? Tại chúng ta không làm, chúng ta lười, và chúng ta nghĩ là những cái thứ nhỏ nhỏ đấy không quan trọng. Không, tôi cần anh chị và anh chị cũng cần chúng tôi. Ai thấy chỗ này rất là hay ạ? À, cho nên rất nhiều người không làm cái điều này. Nhớ nhận cái sức ảnh hưởng cái này. Thì này, rất nhiều người không hiểu marketing. Marketing là gì ạ? Là đồng 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 lòng, đồng và cái gì, cùng một cái thời điểm, cùng một cái gì, cùng một cái kiểu, và đặc biệt đó chính là gì, nó cùng một cái giờ. Nhưng rất nhiều người làm cái điều đấy cùng một thời điểm, cùng một cái giờ nào đấy, thì tự dưng thì cái sức lan tỏa Facebook có thể ngập tràn luôn. Và sau đó này, đây là cái gì, đây là marketing một cách tự nhiên, thì nó chả bỏ tiền gì cả. Nhưng ngày nào chúng ta có gì, trời, có 1.000 anh em nói về công ty chúng ta thì chả cần đến chị, nó phủ khắp từ ngang thang cùng ngõ hẻm, phủ từ quê Cao Bằng nhà tôi đến Sài Gòn luôn. Ai thấy chỗ này rất là đúng ạ? À, dễ mà, nó không khó. Thậm chí là chúng ta có thể copy bài người khác chỉnh sửa một tí thôi, đăng cái ảnh mình cùng với cái ảnh của công ty lên, thì tự dưng lại đem sức ảnh hưởng. Vậy thì để trước khi mà có người khác cảm ơn bạn, nhiều người tang tên bạn vào, nhiều người cảm ơn bạn, feedback cho bạn, thì bạn có nên cảm ơn người khác không? Trước khi mà người khác cảm ơn bạn thì bạn phải đi cảm ơn người khác chứ. Hôm nay bạn có thể cảm ơn gì? Cảm ơn công ty này, cảm ơn sếp Kiều này, cảm ơn bất kỳ cái chương trình nào. Thì đây gọi là bốn yếu tố gây ảnh hưởng. Một, đó là sự thay đổi của bạn. Trước sau nha. Trước sau, before, after. Rồi lúc nào bạn cũng vậy, trước khi này người ta đến với mình này mụn miết các thứ, nám niếc đầy người, sau thì 1 tuần, 2, 3 tuần thì xinh đẹp như cô Trung này, đây tôi ví dụ đấy, chụp ảnh trước sau, thế trước khi người ta giảm béo như nào, sau khi giảm béo nào, ngày nào phải đăng kết quả của khách hàng, được không anh chị em? Không thì mượn kết quả của người khác. Trời ơi, có vấn đề người ta có thẩm định là gì ạ? Khách hàng đấy phải khách hàng của bạn đâu, của công ty này là được. Thế có hàng 1.000 feedback rồi, đăng gì ạ? Đăng mệt nghỉ luôn, và tự dưng bạn khác thu hút được xỉ, anh chị hiểu chưa ạ? Vâng, cảm ơn anh. Ai thấy hay thì comment hay quá vào đây giúp hộ cô Trung ấy. Vậy thế ứng dụng bài học này trong kinh doanh làm thế nào? Buổi sáng này 9 giờ đăng một câu nói truyền động lực, và đăng cái ảnh mình lên, ảnh thật xinh rồi nhá. Mỗi ngày phải đăng một cái ảnh khác nhau, hơi thêm phát triển mình đang hiện đang thay đổi đấy. Buổi sáng 9 giờ đăng một câu nói, tôi ví dụ nha, nếu bạn chưa giàu có và thành công, đấy là những gì chưa xứng đáng với bạn, chúc bạn một ngày rực rỡ. Xong đăng một cái ảnh mình rất đẹp lên, nên gà làm ơn gặp cô Trùng, gặp công ty đi, cứ bất kỳ sự kiện nào chúng tôi phải chụp từng người luôn, chụp rực rỡ luôn, để mỗi ngày đều phải có ảnh để đăng, anh chị hiểu chưa? Ảnh đang ngồi đọc sách, ảnh đang cầm sản phẩm, ảnh ở công ty, ảnh đang đứng ở đâu đấy, ảnh đang gì ạ? Nói chung là cái ảnh nó phải sang chảnh một tí, ai hiểu chỗ này? Sáng dậy đăng một cái ảnh đấy, mình rất là đẹp, mình đã thay đổi rồi, hôm nay mình rất là rực rỡ. Số 2, đó là phát triển. Phát triển là gì? Bạn phải giáo dục người khác. Hôm nay bạn đăng có bài học gì đấy thì bạn đăng lên đấy để giáo dục, để cho giá trị cho người khác. Xong rồi hôm nay bạn có cái quy trình 7 bước để bán hàng thành công, đăng lên đấy. 7 bước để trở thành gì ạ? 4 yếu tố để gây ảnh hưởng, đăng lên Facebook ấy. Đây gọi là gì? Phát triển. Bạn phát triển bạn mới giáo dục được người khác, đúng không? Đừng ngày nào cũng đăng sản phẩm không anh chị, tôi năn nỉ anh chị đấy. Nếu cứ đăng sản phẩm không là chết đấy. Bạn phải giáo dục người khác, đúng hay sai? Bán hàng là hành trình để gây dựng niềm tin và trở thành một nhà giáo dục. Đỉnh cao của bán hàng đó là đào tạo.
Đúng hay rất đúng anh chị em. Cho nên buổi sáng khoảng 11 giờ trưa là đăng một cái bài gì? Các bước bán hàng này, quy trình này, dạy người ta một thứ gì đấy. Buổi chiều gì? Buổi chiều đây đăng cái bài về cái sản phẩm hay thứ gì đấy, về kết quả khách hàng. Hoặc là ngày hôm nay buổi chiều là gì ạ? Là chốt sale xong rồi thì hôm nay đăng kết quả những cái người mà gì ạ? Hôm nay thì có thành công hay là có tài khoản hay gì đấy, đại loại là kết quả thì đăng vào buổi chiều. Buổi tối đăng gì? Đăng về sự kiện đào tạo, đăng về biết ơn, đăng về hình ảnh đội nhóm của chúng ta. Thì đấy là bốn bài mà chúng ta cần phải làm đi làm lại, ngày làm bốn cái thôi. Anh chị hiểu hiểu chỗ này chưa ạ? Xây nhân hiệu không khó. Rất nhiều người cứ bảo người ta xây nhân hiệu là phải điện chụp rất nhiều ảnh này nọ, tôi bảo không. Làm những thứ chân thực nhất thôi, nhưng mà ngày phải làm được 4 lần. Nào nói lại nhá. Buổi sáng này ạ, đăng một câu nói chuyện động lực, đăng ảnh mình thật đẹp lên. Nên mua cái quả diện điện thoại nó xịn xò con bò một tí. Kinh doanh thì phải đầu tư chứ, điện thoại thì vừa gì ạ? Vừa tối thui dòng chụp ảnh mờ ơi là mờ luôn. Phải tự sướng này thì áp nhất, nhưng mà nói chung phải phụ thuộc vào điện thoại. Thôi cứ Oppo mà chiến đi anh chị nhá, Oppo hay là gì? Cái khu vực nói chung là phải xịn sò đấy. Khoảng 6 7 triệu trở lên là phải chỉ phải đầu tư anh chị em nhá. Còn nếu không phải đầu tư hai ba cái như tôi này, phải hai cái, ít là một cái để ở đây, xong một cái phải gì ạ? Cầm ở trên này để chụp màn hình rồi để theo dõi cái gì đấy. Và cái livestream là gì ạ? Nếu khoảng không động vào cái điện thoại mà chúng ta đang dùng. Và buổi trưa 11 giờ 12 giờ đăng một cái bài gì, đưa ra quy trình hoặc đưa ra bài học giá trị ý nghĩa cho cộng đồng. Buổi chiều đăng kết quả khách hàng, kết quả của mình, tiền bạc các kiểu, nó bắn piu piu vào gì ạ, vào cái tiền tinh 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 như là đăng lên. Nhưng mà nhớ là phải che tên đi, che số dư cuối cùng đi, ai hiểu chỗ này. Nhiều người đăng lên luôn, đăng cả số tài khoản của mình là tiền, nó hơi bị thô lỗ, hơi khoe như kiểu là bị quá đà ấy, hơi bị lố ấy, người ta ghét mình, hiểu chưa? Buổi chiều nhưng đăng phải đăng khéo rồi nhá, thì hôm nào dạy con tên. Và cuối cùng đó chính là gì, buổi tối đăng về chương trình đào tạo rồi huấn luyện rồi công ty chúng ta lớn mạnh như thế nào rồi ai đó cảm ơn mình, cảm ơn công ty. Thì đấy chính là bốn điều để chúng ta có thể rèn luyện mỗi ngày. Bốn bốn bài này, theo anh chị bốn bài này có khó lắm không ạ? Không khó. Công ty cho một anh em nào đó làm trước, sau đó mình đi mình làm sau. Vậy bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị một vài thứ, ví dụ như là gì ạ? Đó, vì khu bài này anh chị có biết lấy câu nói nổi tiếng ở đâu không? Trên mạng hay đầy. Tôi tặng anh chị 1.000 câu nói chuyện động lực, ai sẵn sàng nhận nào? Vào buổi sáng nha anh chị nha, lấy hai câu trộn với nhau thành câu của mình, mét bài đàm thu chung luôn. Tôi ví dụ này, sáng tạo là việc gì ạ? Sắp xếp những thứ ta biết theo trật tự của riêng bạn. Có một cái câu họ nói là gì ạ? Ngôn từ là ma túy. Thế là có một cuốn sách khác nào, cái gì ạ? Ngôn từ cái gì ạ? Là ma thuật. Ngôn từ là ma thuật. Có một cuốn sách nào, ngôn từ là liều ma túy mạnh nhất của con người. Thế là tôi trộn hai câu đấy rồi. Tôi trộn hai câu thành như này: ngôn từ là ma thuật và là liều ma túy mạnh nhất của con người. Mét bài đàm thu chung. Không ai tìm ra câu đấy đâu luôn. Anh chị hiểu ý chưa? Có nghĩa là rất nhiều người không biết chỉnh sửa làm thế nào ấy. Thế bây giờ thì về lấy 1.000 câu đấy, ngày cứ trộn hai câu vào thì thành như mét bài của mình. Hiểu chỗ này chưa? Sửa một chữ thêm chữ và thành câu của mình rồi. Hiểu chưa? Ai hiểu chỗ này? Ok, Loan Loan Loan. Gửi vào trong nhóm của Thiên Phú Group vào ngày 25 26 ấy. Đó chính là gì ạ? Tặng 1.000 câu nói chuyện động lực, 1.000 câu nói về các lãnh đạo này, rồi tiền bạc này, chị em này, phụ nữ này, tình yêu này, cái gì tôi cũng làm rồi. Và tôi như tất nhiên là tôi nhờ đồng đội làm thôi. Thì tôi sẽ gửi anh chị, để anh chị không cần phải search ở trên mạng hay ở đâu cả. Chúng ta chỉ cần, nếu anh chị muốn tuyển sỉ đúng không? Ai muốn tuyển sỉ giơ tay lên nào. Thì đăng những câu nói như kiểu mình là lãnh đạo ấy. Đăng những câu nói về gì, nghệ thuật lãnh đạo, về tinh hoa lãnh đạo, thì họ tưởng mình là lãnh đạo, họ đi theo mình thôi. Ai hiểu chỗ này? Nhưng ảnh phải đẹp tí nha. Hiểu hiểu không? Nhiều người đọc ngày nào mình thấy được cái gì ạ? Lãnh đạo là gì? Là phải làm gương lãnh đạo, là rực rỡ đi, họ tưởng mình lãnh đạo, mình dám đăng với lãnh đạo chứ. Anh chị hiểu ý tôi không ạ? Tôi không dạy chị làm láo đâu nha. Tôi đăng bài mà. Còn việc mà họ bị thu hút đấy là việc của họ. Đúng hay sai ạ? Cho luôn. Cho luôn. Loan 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 cho vào trong nhóm hộ cô nha. Cái gì cũng có. Nhắc đến cái gì tôi cũng có luôn. Ok nha. Ôi trời, không có gì thay đổi thì khoảng 30 phút nữa chúng ta phải chia tay nhau này, tăng tốc. Ok. Nào, bí quyết của bán hàng, chị biết đó là gì ạ? Ok, tôi sẽ gửi vào trong nhóm bí quyết của bán hàng. Bí quyết đỉnh cao của bán hàng. Và người ta thấy bạn là một người bán hàng bậc thầy thì nó được thể hiện ở chữ sau đây, đó chính là gì ạ?
Đấy, chị comment đó là gì ạ? Năng lượng. Cái người bình thường ấy thì lúc nào gì ạ? Ôi chán quá, phọt ra một phát là tiêu cực, chán, thở dài. Ôi trời ơi, tôi nói thật anh chị, không bán được hàng đâu. Và không ai muốn nhỉ, không muốn đi theo một cái follow một cái thủ lĩnh như vậy. Đúng hay là đúng ạ? Còn nếu anh chị mà không không, không báo hết giờ, tôi đào tạo này đến 12 giờ đêm đấy, 1 2 giờ sáng đấy. Ai có ai ngồi đây đến 12 giờ, có ai sẵn sàng ngồi 12 giờ đêm để tôi còn biết nào. Phọt ra những thứ nó tinh túy nhất ngay bây giờ nào. Ừ, Ok, rất nhiều người sẵn sàng nhá. Làm đến 12 giờ luôn. Ai buồn ngủ quá thì cứ ngủ, cứ 10 rưỡi là địa giải tán. Còn ai đủ sức thì ngồi đây với cô Trung 12 giờ. À thế cái đoạn từ 10 rưỡi 12 giờ là phải nộp phí đấy. Thì có dám ngồi không? Đúng không? Muốn có giá thì phải trả giá chứ. Cốc trà đá còn có giá 3.000. Thế bây giờ cô Trung chia sẻ hay thế mà không dám trả giá đúng không? Dám trả giá luôn à? Tôi biết mà, nói thật với anh chị em là gì? Bây giờ ai cũng thấy được cái vai trò của việc học đúng không, là năng lượng. Năng lượng rất là quan trọng anh chị nhá. Cái người bình thường gì ạ, nó thế này, lúc lên sau lúc xuống nó tụt hẳn sâu này. Còn người thành công họ vẫn như này, năng lượng những người thành công họ lên, họ có đuối không, họ có mệt không, có chứ, họ xuống xong họ lại lên một cái đỉnh cao hơn, xong họ vẫn xuống, lên thì họ lên, có xu hướng người ta lên. Đây tôi ví dụ như người là người người thành công lên này, đây từ đây nhá, xong họ cũng xuống nhau rơi nhau, họ lên đỉnh cao mới xong lại rơi. À, cuộc đời họ đẹp cũng lúc lên lúc xuống anh chị ạ. Nhưng mà đi, nó chỉ đi lên thôi, có người ta cũng xuống. Đừng bao giờ nói là những người thành công và những người như tôi này tư duy thì có đau buồn không, có thất tình không, có chứ. Ngày tôi phải thất tình mấy lần ấy, đó là do anh nhà tôi ấy, anh để tôi thất tình. Đúng rồi, Tết cần phải tăng tốc nên năng lượng. Năng lượng rất là quan trọng. Năng lượng thể hiện ở gì ạ? Một, năng lượng của chúng ta được thể hiện ở ba thứ. Một, rất là dễ thôi chị em nha. Một, cô chị em có nhìn thấy cô Trung không? Năng lượng thể hiện ở đầu tiên đó chính là ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể. Hai, tí nữa tôi sẽ giải thích từng cái nha. Ngôn ngữ cơ thể, cái trạng thái cơ thể ấy. Nên nói to hơn, rực rỡ lên, ngồi thẳng lên. Anh chị đấy tôi mắt chớp mồm đốc liên tục, phải điện luôn tươi cười. Cho nên là đầu tiên người ta đập vào mình đó chính là gì ạ? Ngôn ngữ cơ thể. Quần áo này, cách chúng ta ăn mặc cái này, nó đập vào ngay mắt người ta và nó phải chiếm đến khoảng 75%. Người ta chỉ đi theo những người có năng lượng thôi. Và nếu bạn có năng lượng thì bạn hút được người khác. Bạn không có năng lượng thì đi, bị người khác hút lại, mình phải đi trả tiền cho họ. Thằng nào có năng lượng cao hơn thì hút được người khác. Đúng hay sai? Rất đúng anh chị em. Cho nên năng lượng thể hiện ở gì? Ngôn ngữ cơ thể. Đây, tất cả những gì bạn thể hiện ra ngoài, quần áo, giày dép, túi ví, mặc cái gì nó tươi tắn lên, trông nó rực rỡ lên anh chị em. Em này khuyên tai đẹp không, cái áo còn lấp lánh rất nhiều kim cương đây, bộ này may đúng một củ rưỡi luôn. Vâng, cảm ơn Hồng Loan anh chị em ơi. Hồng Loan cho 1.000 câu nói chuyện động lực ấy rồi, anh chị về ngày nào cũng đăng nhá, đăng sống chết luôn. Còn nhà chưa cần biết là nó kiếm kiếm được tiền hay không, làm lại cái profile Facebook mình đã. Một, đó là ngôn ngữ cơ thể. Hai, hai đó là giọng nói. Ba, đó chính là từ ngữ. Có ba cái này rồi. Giọng nói. Này, có nhiều người lại vâng em chào anh chị. Đây là lần đầu tiên em xuất hiện ở cái Zoom này, cho nên là em cũng hơi run, anh chị cho em chàng pháo tay. Nói thế này làm sao bán được hàng không? Anh chị ấy đúng không? Há mồm ra. Là bao nhiêu trong số anh chị thấy là gì ạ? Giọng cô Trung rất là hay ạ, rất là chắc chắn ạ, rất là năng lượng ạ. Thứ bảy này nhá, thứ bảy này trong chương trình thứ bảy chủ nhật tôi dạy bậc thầy sân khấu, thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị làm như thế nào để nói 1.000 người, người ta vẫn nghe, không có mic người ta vẫn nghe được. Làm thế nào để nói 30 ngày mà không bị mệt, làm thế nào để livestream cả vài tiếng mà không bị mất giọng. Không là rất nhiều người livestream xong là gì, là tắc thở luôn đấy, còn bán hàng cái nỗi gì đúng không. Bán hàng xong là gì, không có sức tiêu tiền nữa thì chết. Cho nên chúng ta cần phải luyện giọng anh chị em. Vậy thì thứ bảy chủ nhật này tôi sẽ có một cái chương trình vài tiếng để luyện giọng cho tất cả các anh em. Đấy, tôi đào tạo này từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm, ngày nào cũng thế. 5 rưỡi đã dậy là zoom giết rồi, xong ngày dậy cả ngày, xong buổi tối là gì ạ, tiếp tục chép. Thật đấy anh chị ạ, mà cần rất là yêu nghề, nó say sưa luôn anh chị em ạ. Nha, đầu tiên đó là ngôn ngữ cơ thể, nên bạn cần phải có một phong thái đẹp. Cho nên đến chương trình đó tôi giúp anh chị chụp hình này, đi đứng này, đứng như thế nào này, chân này, tay này, tự hào này, yêu thương này, đấy kiểu kiểu tất cả thứ này cần phải dậy.
Thứ hai là tôi sẽ chia sẻ với anh chị về nghệ thuật và giọng nói. Nên thứ bảy này anh chị cố gắng tham gia nhé. Nhưng mà yên tâm là chỉ còn 10 suất thôi, cũng không không có ghế để ngồi. Nhà tôi nó chật lắm, chỉ có 50 anh em ngồi được thôi. Tại vì còn phải để chỗ cho anh em chiến đấu. Và cái yếu tố thứ ba đó là ngôn từ. Nào, xin chào tất cả anh chị em. Thì đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ nên là tôi cũng hơi run. Đấy, đấy là cái phần đầu tiên rất nhiều người nói như vậy. Bây giờ chúng ta nói lại này. Vâng, xin chào tất cả các anh chị em ở đây và thực sự rất là vinh dự và tự hào cho tôi ở trong cái chương trình này. Chưa bao giờ tôi thấy một cái sản phẩm nào, một cái công ty nào mà tôi cảm thấy yêu, say mê và điên cuồng như thế. Ôi, nghe câu này xong rồi người ta muốn phi vào thiên phú luôn ấy. Có rất nhiều người, ừ thì em đến thiên phú để học hỏi công ty chứ biết như nào, em cứ mang sản phẩm về dùng thử đã, ôi rồi còn lâu mới tuyển được sỉ. Còn chả ai muốn sản dùng sản phẩm, chả ai muốn đi theo bạn ấy, đúng không ạ? Ngôn từ, nó nguyên ngôn từ nó tạo ra vị thế, tạo ra năng lượng và tạo ra tất cả mọi thứ mà chúng ta có trong cuộc đời này luôn. Tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Cho nên tôi có một khóa học, đó là bí mật ngôn từ bị đánh cắp. Khóa học đó trị giá 999.000. Với tôi bảo xin phép Diệp Kiều, nên tặng nhiều quá thì anh em lại gì ạ? Lại bị phản đối nhá. Cho nên là tặng cho những anh em là chính thức của công ty nhá, lương lương sẽ báo lại cô nhá. Ai là con dân của Thiên Phú thì tặng luôn. Khóa học đấy cực kỳ hay, có kịch bản Firework để anh chị làm gì ạ? Để anh chị nói lại, để anh chị làm thành video luôn. Khi nào anh chị có thể ứng dụng được, khi nào chúng ta có thể thuộc và dạy lại người khác. Ai đồng ý vụ này ạ? Bạn chỉ nghe thôi thì chưa bao giờ nó biến thành bạn cả. Nên khóa học đấy tôi đã có Firework, có cả video, có 10 video thôi. Dạy và anh chị có thể làm lại cái khóa học đấy. Rất nhiều người lấy Firework đấy cho con AI nó vào gì ạ? Thế là đào tạo luôn, cho con AI nó nói tạo thành khóa học luôn được. Nhưng mà anh chị sẽ không có cơ hội để rèn luyện ngôn từ. Tất cả những mẫu ngôn từ chốt sale rồi bị mất ở trên cuộc đời này, những ngôn từ hay nhất thì tôi đã tạo ra một khóa học, đó là bí mật ngôn từ bị đánh cắp. Và xin phép là tặng lại cho anh em Thiên Phú và chỉ ra à, những anh em đang là thành viên chính thức rồi nhá Lương nhá. Đấy, còn bật lượng cái khóa đầu tiên là tặng cho gì ạ? Bất kỳ ai được nghe Zoom này, nghe cái đường link này thì đều được tặng. Nhưng khóa học số 2 này thì tôi xin phép chỉ tặng lại riêng cho những anh em là Thiên Phú thôi. Cho nên nếu ai mà chưa vào, chưa gì ạ, chưa kinh doanh hay là không phải Thiên Phú thì xin phép là tặng lại chương trình Zoom khác. Tôi không bắt anh chị phải vào Thiên Phú đâu anh chị em nhé. Tôi không bắt anh chị phải làm điều đấy đâu. Nhưng mà anh chị nếu ai là thì con dân của Thiên Phú thì tôi tặng. Tại vì nếu quan điểm của tôi là gì, nếu giúp ai đó mà người ta không thành công được thì tôi cảm thấy là rất là trăn trở luôn. Và còn một thứ quan trọng hơn, đó là anh em thấy chiến lược này của cô Trung có được không? Để giúp anh em có thể bán lẻ thì bất kỳ một sản phẩm nào của Thiên Phú mà có doanh số từ 500.000 trở lên thì bạn có quyền lấy hai khóa học đó của tôi đi tặng để bán lẻ. Một sản phẩm đều được tặng hai khóa học đấy trị giá 2 triệu. Tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Chúng ta sẽ bàn cái chiến lược này trong chương trình chuyên sâu của chúng ta nhá. Nhưng tôi cam kết với anh chị đó chính là gì ạ? Bất kỳ ai con dân của Thiên Phú bán được một đơn từ 500.000 trở lên, tặng luôn hai khóa học đó cho khách hàng. Họ chẳng mê quá, chẳng mua vội luôn à, đúng không? Các tư dưng mặt không phải giảm giá nữa, nhiều người cứ giảm giá, xong giảm nó còn về gì ạ? Cái giá mà chúng ta nhập luôn, không bao giờ được bán hàng như vậy, anh chị hiểu chưa? Chỉ có được nâng giá sản phẩm, không, tuyệt đối không giảm giá. Giảm giá có nghĩa là giết chết hệ thống, đúng hay sai? Và những ai giảm giá là gì ạ? Cho out luôn. Tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Nào anh chị cảm thấy là gì ạ? Ngày hôm nay là gì? Muốn cởi áo ra rồi đấy, nóng quá, sao chương trình lại vui như vậy? Tuyệt đối không phá giá. Vậy thì mấy bạn không muốn gì ạ? Khách hàng phá giá hay là bản thân những cái nhà đại lý phá giá thì bạn phải có công cụ, có những giá trị gia tăng thêm để đồng đội của bạn có thể bán được hàng, đúng không ạ? Vậy ngày hôm nay thì tôi còn nhiều thứ lắm anh chị, còn mấy chục khóa chưa cho, tại vì nó cái gì ạ, cái thứ gì nó cũng có giá của nó và nó phải có từng nấc thang. Nhưng mà tôi hy vọng rằng tôi sẽ được đồng hành với những lãnh đạo cao nhất, với những cái chương trình tuyệt vời nhất. Và anh chị nhớ nhá, muốn lên đỉnh cao ấy có rất nhiều yếu tố, nhưng một trong yếu tố đó chính là gì? Bạn phải có công cụ. Công cụ của chúng ta là gì? Là sản phẩm, là môi trường kinh doanh, là những con người tuyệt vời, là một người thầy dẫn đường, là cái điều gì đó, đúng không ạ? Nhiều người cứ thích làm một mình, mò mẫm đến bao giờ mới thành công. Đang mò mẫm đời vả một phát là xuống hố luôn, tự dưng nợ nần, sợ rồi là các kiểu người ta đến nhà người ta đòi nợ. Trời ơi, bạn hiểu không? Không bao giờ được để mình rơi vào những tình huống như vậy. Vậy thì chúng ta phải trưởng thành, chúng ta phải làm trước cái điều đó. Vậy thì nếu như hôm nay ai đã thành công rồi thì chúng ta phải tiếp tục thành công. Ai chưa thành công thì sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để học và làm lại từ đầu. Anh chị đồng ý không? Để không phá giá thì cách thứ nhất là chúng ta phải cho những giá trị mà gì gấp mấy lần giá sản phẩm thì họ mua, họ thấy nó rất rẻ. Này, tôi ví dụ nhé, tôi ví dụ này. Ở đây nhé. Nếu như đây là một cái sản phẩm mà gì ạ? Đây là con xin phép em mở ra đi.
đây nha, đây này, bôi đâu dán đấy, máu hết đâu, năm họ này cả, năm lọ này cả gì ạ, cả họ nhà mình dùng, mùa đông thì cực kỳ tuyệt vời luôn, đau rồi các kiểu đấy, có 500.000 sao được tặng hai khoa học của cô Trung trị giá 2 triệu nữa, có kịch bản để làm lại, thậm chí sau này bạn làm lại bạn còn bán khoa học đấy nữa, đúng không? Không thích thì tặng, không thích thì bán được cả khoa học đấy, là tôi bán khoa học 1 năm thì kiếm được 200.000 đô đấy. Thế chị thấy sao thì không làm, những người thành công họ làm rồi thì mình làm đi. Thầy Nguyễn Vĩnh Cường bán cái xa cái khóa học 36 tuyệt chiêu bán hàng, 1 năm bán được 3 tỷ 8, bán tự động, thầy không bao giờ phải bán trên online như tôi còn phải ngày nào cũng phải zoom giặc cả cổ họng, nhưng người ta thiết lập hệ thống bán tự động, tại sao bạn không đóng gói bản thân đi, đúng không ạ? Đóng gói bản thân, trao đổi những giá trị đó với những cái sản phẩm, đúng không? Ngày xưa họ chỉ cần học, nhưng bây giờ học lại được tặng thêm sản phẩm nữa, tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Cho anh chị nhớ nhá, có muôn vàn cách để đi thành công, vấn đề là chúng ta đã gì ạ, chúng ta đã có chưa, chúng ta đã mở rộng chưa, chúng ta đã đi tìm xem những người thành công họ làm gì chưa. Có 1.000 cách để thành công và không lo, không gì ạ, không bùng nổ, chỉ vấn đề là anh chị có tin tưởng không và chúng ta có làm hay không mà thôi. Ôi rồi ơi, còn 21 phút nữa anh chị em ạ, sắp hết chương trình rồi, tôi thì cảm thấy rất là tiếc luôn ấy anh chị em nhá. Vậy thì năng lượng nó thể hiện ở 3 thứ, một đó là bây giờ làm cho mình đẹp hơn đi, được tập luyện thể dục thể thao đi, chạy bộ các kiểu đăng lên, anh chị ơi dậy chạy bộ cùng em nào, người ta thấy cái ngôn ngữ cơ thể của mình ấy, đúng hay rất đúng ạ. Còn như hội eo uột chán tập thể dục lười lắm, cho nên anh chị nhớ nha, rất nhiều người tại sao cứ đăng lên khu vực đấy, anh chị em Phạm Thành Long thì bắt cả hệ thống cả đội nhóm cả chương trình gì ạ, chạy điên cuồng luôn, mỗi ngày phải chạy này 5 cây số kìa. Cho nên chúng ta phải gì, vận động lên, cái thói quen vận động vừa giúp chúng ta khỏe hơn, chúng ta bán sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thực phẩm chức năng, mà ngày mình chỉ nhậu suốt ngày thì làm thế nào mà khỏe được, đúng hay sai? Có ai muốn mua thực phẩm chức năng của những người mà không yêu quý sức khỏe không? No, không bao giờ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải gì ạ, cơ thể năng động lên, xinh đẹp lên, chụp ảnh đi, làm gì cũng được, đến khóa học của tôi cho kỷ niệm vài bộ ảnh nhá. Ôi trời ơi, nước nước từ tối giờ chưa uống phát nước nào đấy, học viên nhắc là mình uống luôn. Em thì à, em sắp tắt thở rồi. Ok, uống rồi. Yên tâm, tôi vẫn đủ khỏe mạnh để giảng 12 giờ. Thứ hai đó chính là giọng nói, luyện giọng nói, nhất định phải nói. Người ta sẽ không bao giờ biết được bạn tuyệt vời đến như nào cho đến khi bạn bắt đầu livestream, bạn bắt đầu làm video ngắn, bạn bắt đầu nói ở trên mạng, đúng hay sai? Có những người rất xinh đẹp, mở mồm ra nói phát hiện ra đứa đấy ngớ ngẩn luôn, đúng hay sai? Đừng bao giờ để người ta gì ạ, đánh giá mình như vậy nha, học cách nói đi. Tại anh chị có tôi rồi, có sếp ở đây rồi, có anh Lương rồi, có hàng tỷ tỷ chuyên gia sẽ phục vụ hệ thống của chúng ta rồi, đúng không ạ? Nói đi anh chị em, nói là ra tiền, nói ra bạc hạc ra tiền, nói nha. Anh chị nhớ nha, nhớ nha, con dân của Thiên Phú sẽ được tặng cái khóa học bí mật ngôn từ bị đánh cắp đây, cái phần số 3 này. Nói như thế nào cho nó hay, đừng bao giờ nói là gì ạ, ôi tôi thích sản phẩm này, no. Trời ơi, cái sản phẩm này á, chưa một cái sản phẩm nào khiến trái tim em xao xuyến như thế, sốc, ngỡ ngàng, điên, vật vã. Anh chị hiểu chưa? Đừng bao giờ nói em yêu anh điên cuồng, yêu rụng lông, yêu rụng tóc luôn. Hiểu chưa? Thế mới bán được hàng chứ. Thế là còn một cái em yêu anh, yêu cái gì? Tí nó về nói với chồng xem, trời em yêu anh rụng rốn, yêu rụng hết lông luôn. Thế là tự dưng là gì ạ? Cái cuộc yêu của mình nó thăng hoa hơn, đúng hay sai ạ? Ngôn từ, nó nguyên ngôn từ nó quyết định cái năng lượng và trong bán hàng của chúng ta cũng thế. Cho nên là ba anh chị thấy là những món quà buổi tối ngày hôm nay rất là tuyệt vời ạ. Năng lượng. Vậy có 3 cách để thay đổi năng lượng. Nào, 3 cách. Cách đầu tiên rất là dễ, đó chính là chúng ta thay đổi trạng thái thể lý. Nào chị giơ tay lên. Ok, giơ tay lên nào. Vỗ tay cái. Đúng không? Chúng ta chỉ thay đổi trạng thái thể lý. Lắc lư hai bên nào, lắc lư nào. Lắc lư, lắc lư, lắc lư. Thậm chí là chị có thể ngoáy mông tí. Ngoáy xong một lúc thấy điện, trạng thái năng lượng thay đổi luôn. Đúng hay sai? 3 cách để thay đổi năng lượng. Một, đó chính là gì? Thay đổi gì ạ? Trạng thái thể lý, đang ngồi hay đứng, đang gì ạ? Đang nằm hay ngồi lên và gì ạ? Hay vận động một chút anh chị em. Đấy, tôi thực ra đào tạo dễ lắm anh chị ạ, tưởng là phải formal lắm, lại tôi lên gì ạ? Chân tay là bụng ngứa ngoáy là đấm mầm mầm, tôi vẫn bán được tiền này. Anh chị hiểu chưa? Thực ra hãy là chính mình, hãy về hãy vận động nha, là cách đầu tiên để thay đổi năng lượng. Vậy chúng ta thay đổi năng lượng nhanh mà, đừng thất tình trong vòng 3 năm, đừng thất tình trong vòng gì ạ? 3 tuần. Bạn chỉ được phép thất tình trong vòng 1/1000 của giây thôi, tôi nói như thế để giáo dục mình là chính, tại là lúc tôi cũng thất tình hơi lâu. Số 2 anh chị em nha, cách đầu tiên để thay đổi đó, thay đổi trạng thái thể lý, đúng hay rất đúng anh em. Một, cách số 2 nào, để người ta thấy mình năng lượng thì ngay lập tức chúng ta sẽ thay đổi một thứ, đó là thay đổi ngôn từ. Thay đổi ngôn từ ấy. Nào thay đổi nói gì vậy? Thôi ngày mai chán thế rồi, ơi TikTok khó quá, bán hàng khó khăn thật, anh chị không có năng lượng nào. Nào đứng lên và nói là gì ạ? Tôi thật là xinh đẹp,
Anh chị nói cho tôi nào, tôi là người xinh đẹp. Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời. Tôi là người thông thái, tôi giàu có, tôi đầy tài năng, tôi hạnh phúc, tôi yêu đời, tôi cho đi, tôi điên cuồng. Nói một lúc không buồn được luôn, tôi thề với chị đấy. Nói chị giơ tay lên này, nói to lên nhá. Tôi buồn quá, tôi quá là buồn luôn. Thấy chị có buồn được không? Không buồn được, đúng không ạ? Dù rằng bạn có nói những ngôn từ đấy nhưng mà cái thể lý nó hỗ trợ bạn mà. Nói to lên, tự hào và mỉm cười. Vừa cười vừa nói, tôi quá là buồn luôn. Có lâu mới buồn được. Anh chị nhớ nhà năng lượng. Năng lượng nó đến từ ngôn từ. Cho anh chị chỉ cần ngay lập tức thôi. Nào comment vào đây đi ạ. Tôi là người tuyệt vời, tôi hạnh phúc, tôi cho đi, tôi yêu thiên phú, tôi biết ơn về những giá trị mà công ty đã trao đi, tôi cảm ơn lãnh đạo, tôi biết ơn và trân trọng từng phút giây. Đây là cơ hội tuyệt vời nhất mà tôi đã từng gặp trong cuộc đời. Nói xem, sao bạn còn có buồn được không? Bạn còn thất vọng được không? Đấy nhá, số 2 đó là gì? Cách thứ hai đó là chúng ta sẽ thay đổi gì? Ngôn từ. Cảm ơn anh chị. Ôi dồi ôi, cả rất nhiều người đang comment chị đâu. Dùng những ngôn từ đấy xong tên mình chơi ăn đấy không buồn đâu. Tôi nói thật cho tiền chẳng buồn được. Đấy, anh chị thấy không? Ôi trời ơi. Vâng, cảm ơn Trần Nhung, cảm ơn tất cả anh em. Nào, cách số 3. Cách số 3. Thay đổi bức tranh. Cách 2 là thay đổi ngôn từ và thứ 3 là thay đổi bức tranh. Đó là luôn tập trung vào mục tiêu chỉ mô tả trời ơi. Tháng này thì kiểu gì em kiếm được 500 đơn. Luôn luôn hình dung ra việc bạn kiểu địa bán được 500 đơn và có chiếc xe ô tô đầu tiên và chỉ tập trung vào mục tiêu là chỉ hình dung ra mục tiêu của bạn thôi. Thì làm sao mà buồn được? Thay vì ngày nào cũng nghĩ rồi cái người đàn ông đấy, sự đau khổ, sự khốn khổ, sự khốn khổ, sự khốn nạn, chỉ nghĩ đoạn lúc mình bị đánh là đau như nào. Anh chị ơi, đâu mà chỉ nghĩ đến cái bức tranh đấy thì quá là đen tối luôn. Và lúc nào chỉ nghĩ đến cái tiêu cực của cuộc đời này, của cộng đồng mạng thì không là thành công được. Thêm bước cái phần thứ ba đó chính là hãy luôn luôn tập trung mục tiêu, cần thì dán tiền lên đây, dán mục tiêu lên trên mặt của bạn ấy, dán lên điện thoại ấy, hãy nhìn thấy những cái hình ảnh tốt đẹp. Anh chị hiểu chưa? Thay đổi đi hình ảnh. Và quan trọng nhất nào, anh chị ghi đi, quan trọng nhất để có thể chốt sale đó chính là bạn cần phải thay đổi được bức tranh ở trong đầu khách hàng. Ai chưa khiến khách hàng hình dung và chưa và đưa vào trong đầu khách hàng được một bức tranh thì không bán được cái gì hết, không có tiền đâu. Đấy chính là lý do tại sao bạn cần phải học về NLP, học về tư duy. Chuyện này rất là quan trọng. NLP nó có cách để thay đổi tư duy người khác, thay đổi bức tranh. Nhớ là khi nào người ta chưa hình dung, người ta chưa tưởng tượng thì chưa chưa thành công đâu. Ngày hôm nay bạn đến đây, tại sao bạn phải đặt mục tiêu? Đặt mục tiêu để làm gì? Để hình dung, tưởng tượng khi bạn được trăm đơn, nghìn đơn, khi bạn thành công nó như thế nào. Đặt mục tiêu thì chưa chắc là thành công, nhưng những người thật thành công đều có mục tiêu cả, đúng hay sai? Vậy thì mục tiêu đó chính là gì? Là đưa một bức tranh vào trong đầu ai đó. Ai thấy chuyện này rất là tuyệt vời ạ? Nhắm mắt lại, hình dung tưởng tượng khi mình có đội nhóm 1.000 người, tưởng tượng ôi rồi đợt này Sài Gòn không phải 400 anh em đâu mà là 1.000 anh em thì chuyện gì nó xảy ra đúng không, thì vỡ trận luôn, không có chỗ ngồi, thằng rất là hân hoan, thằng 100% mua hàng thì chuyện gì nó xảy ra. Trước khi tôi lên bục tôi toàn nghĩ như vậy, nghĩ là việc của bạn, làm là việc của vũ trụ. Tôi rất là tin vào cái suy nghĩ của tôi. Có ai tin vào luật nhân quả không ạ? Có ai tin vào luật hấp dẫn không? Bạn hấp dẫn về phía bạn những gì bạn nghĩ, đúng hay sai ạ? Những gì bạn hình dung mà tưởng tượng, những gì là thuộc về con người bạn, về cơ thể của bạn, nên phải tái lập trình lại đi. Hôm thì vui, hôm thì buồn, hôm thì đau khổ, hôm thì lười biếng, làm sao mà thành công được? Bạn để luôn luôn ở trong đầu của bạn đó là bức tranh, là sự mục tiêu, là kỷ luật, là khao khát, là ước mơ và thể hiện nó ra và dán nó ở khắp mọi nơi. Trông thì tôi anh chị ngày xưa tôi cài đặt mình kinh lắm, tôi dán vào cái nồi cơm điện, tôi dán vào toilet. Tôi là người tuyệt vời rồi, những câu động viên mình ấy, tôi hành động, tôi chăm chỉ, tôi tự do, tôi dán lên tường những cái mạch sờ đè của mạch sờ đi ấy, cái gì nhỉ, xe 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 mẹt ấy đấy, tôi khao khát nó rồi cái gì đấy, lúc nào tôi cũng dán lên tường. Tôi lúc nào mình đi chụp ảnh mình dán đầy nhà để thấy mình rất là đẹp. Anh chị ơi, thay đổi bức tranh, một trong những cái điều tuyệt vời nhất để có thể thay đổi năng lượng đó là bạn phải luôn luôn hình dung về những điều tốt đẹp và những mục tiêu của bạn. Ai thấy bài học này rất là tuyệt vời đến cái phần năng lượng này ạ? Cho nên bạn phải có một bức tranh đẹp khi bạn ở đây, đúng không ạ?
Bạn tưởng tượng cái ngày bạn được vinh danh trên sân khấu, lúc bạn bán thì cứ nhẹ 3 tỷ một tháng, rồi bạn sẽ được tôn trọng như nào, rồi cái chiếc xe đầu tiên của bạn, con bạn sẽ như ra sao, rồi cả công ty thì đi du lịch với nhau, rồi khách sạn 5 sao, rồi mặc bikini, ôi rồi màu vàng chanh, rồi các kiểu ăn những cái món gì ạ, tôm hùm hay bắt cái thứ gì đấy. Tưởng tượng đi, cứ bán 3 tỷ một tháng rồi gì ạ, cho đi chơi khắp cả thế giới, đúng không sếp Kiều? Mỗi người cứ bán 3 tỷ là gì ạ, đi đâu cũng được, tháng nào cũng đi, lúc nào cũng đi du lịch luôn. Mục tiêu nha, 3 tỷ một tháng, cái chị comment đi ạ. Chưa biết làm một cách nào nhưng mà cứ đặt mục tiêu đã, tự dưng cảm thấy mình nó hân hoan, nó khoan khoái rồi đúng không? Nếu không có mục tiêu nó buồn này, còn thì... đấy chính là gì, ba cái chìa khóa để chúng ta có thể gia tăng mức năng lượng của chúng ta. Nhớ nhà năng lượng, bạn cần phải giữ năng lượng, không có năng lượng là không có ngân lượng, không có ngân lượng ý đúng là cuộc sống nó rất là khó khăn luôn anh chị em ạ. À, bài học cuối cùng, à, chúng ta còn 10 phút, à 11 phút để tôi đưa đến chị một bài học cuối cùng. Bài học cuối cùng mà chúng ta cần phải học trong buổi tối ngày hôm nay, tôi không có nhiều thời gian đâu nhưng mà tôi đã dùng hết tất cả gì ạ, cái năng lượng và tài năng và cái việc mà gì ạ, để tận dụng trong cái 2 tiếng này để có một thứ gì đó hiệu quả hơn, năng lượng hơn, và truyền một cái cảm hứng vĩ đại cho tất cả các anh chị. Bài cuối cùng anh chị lưu ý đó chính là gì ạ, muốn bán được hàng thì cái điều rất rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm được ở trong cái cuộc đời này. Mấy chị comment nhận comment cái chìa khóa này rất rất là quan trọng. Chìa khóa này cực kỳ quan trọng. Trách nhiệm. Hai từ thôi, đó là trách nhiệm. Cuộc đời tôi phải là của tôi chứ. Tại sao không bán được hàng là do lãnh đạo. Sản phẩm chúng tôi có đầy đủ pháp lý giấy tờ rồi, đúng không ạ? Trách nhiệm, tất cả những người phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà ở đây ngày hôm nay tôi muốn xây dựng một cái văn hóa và tôi cũng mong muốn là gợi ý cho anh chị cái điều này, bạn phải chịu trách nhiệm 100% với hai thứ. Rất nhiều người nghĩ là phải chịu trách nhiệm với ai, với mình thôi đúng không? Vậy tôi nói là gì, đây là bài học của người Do Thái, bạn phải chịu trách nhiệm với những vấn đề gì xảy ra và cả với những vấn đề không xảy ra. Anh em ạ, bạn muốn trở thành leader đúng không, bạn phải chịu trách nhiệm với đồng đội của bạn, nhưng mỗi đồng đội của bạn lại kèm theo 4 người nữa, mỗi gia đình trung bình có khoảng 4 người. Vậy nếu hôm nay bạn có 100 người là bạn phải chịu trách nhiệm với 400 người. Nên nếu đã chịu trách nhiệm với những cả những người xung quanh thì bạn và người ta mới đi theo bạn chứ. Cho nên hãy hy sinh, hãy cống hiến, hãy cho đi, hãy làm những video tặng cộng đồng đi, hãy tạo ra những khóa học đi, hãy chung tay gánh vác với sếp Kiều của bạn. Bạn hiểu ý tôi không ạ? Nếu bạn không chịu trách nhiệm thì cuộc đời này không bao giờ người ta sẽ lựa chọn bạn đâu. Đây bạn, cứ nhiều người cứ hỏi là tại sao em không có gì, cái tôi bảo là bạn có trao được giá trị gì cho ai không, hôm nay có tặng ai cái món gì đó không, hôm nay có thì làm cái thứ gì cho cộng đồng không, có trao giá trị gì không, mà không. Hôm nay có học không, không. Hôm nay có giúp đỡ ai đó cũng không, làm cái quái gì cả. Tôi muốn nói chị một điều, đó là trách nhiệm. Và đừng bao giờ oán trách tuyến trên, tuyến dưới, công ty. Và cái thứ này phải được truyền và trở thành thấm đẫm văn hóa. Còn nếu không cứ bảo là gì ạ, sếp không giúp em, sếp cứ giúp cái chị kia ấy, rồi thế này nọ, xong cứ nhìn người này đá người kia, xong là gì, không chịu trách nhiệm với cuộc đời. Thế bây giờ nếu như bạn chịu trách nhiệm thì lúc này thì bạn sẽ cảm thấy là gì ạ, tại sao mình chịu trách nhiệm mình sẽ thành công, anh chị có biết không? Nếu mọi thứ đều là do tôi ý, chịu trách nhiệm mà mọi thứ đều là do mình thì mình có xu thế. Ai là người tuyệt vời nhất, ai người xinh nhất, anh chị biết không? Đó là mình. Nên khi bạn chịu trách nhiệm mọi thứ đều do tôi ý, thì bạn sẽ bắt đầu làm lại được, bạn sẽ bắt đầu đứng lên, bạn mạnh mẽ. Nhưng nếu là do gì, nếu cái lỗi đấy là do chồng bạn, do con bạn, do cái đứa con gái nó xấu xí, nó quyến rũ chồng bạn, thì bạn không bao giờ tha thứ được, đúng hay sai ạ? Khi bất kỳ lỗi lầm gì xảy ra trong cuộc đời nó đều đến từ sự thiếu hụt từ bạn. Nếu cái gì bạn đang có, cái gì bạn chưa có đều là do mình. Tại sao hôm nay bạn chưa bán được hàng? Tại vì từ trước này có học đâu, có đọc đâu. Người ta đọc mỗi ngày vài chục cuốn sách, người ta đang học từ cách đây vài chục năm. Tới bây giờ mình chưa học, mình chưa có là đúng làm gì nữa. Tất cả mọi thứ là do mình. Ai đồng ý khu vực này? Do em. Nếu cái văn hóa này xuống thì bây giờ mình không trách lãnh đạo nữa, đúng không ạ? À? Lãnh đạo mở Zoom bây giờ mình phải học điên cuồng ra, mình về mình ứng dụng đi, mình không ứng dụng gì cả, sau đó mình lại cứ gì ạ, cứ đổ lỗi hết cho người này. Cái văn hóa này, tất cả những cái người mà không chịu trách nhiệm ấy, họ có vài vài cái một cái vài vấn đề trong cuộc đời. Vấn đề thứ nhất đó là bao biện, thứ hai là đổ lỗi, thứ ba là hay phàn nàn. Ôi thì cái sản phẩm mình nó khó bán này, rồi phàn nàn chỗ này nóng quá này, rồi nói chung là người ta hay phàn nàn chế độ của mình thì thấp. Tôi nói cho anh chị là chịu trách nhiệm.
chịu trách nhiệm cao nhất với cuộc đời của mình và cuộc đời của những người xung quanh. Hãy sẵn sàng cho đi thì người ta mới đi với mình. Đúng hay rất đúng anh chị em? Nên là comment câu này nha. Tôi chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi và cuộc đời của hàng nghìn người khác. Bạn muốn có 1.000 người không? Muốn tuyển sỉ một tháng 1.000 không? Thế bây giờ bạn phải gì? Bạn phải gánh vác được trách nhiệm của người khác chứ, cuộc đời người khác chứ. Bạn dạy họ được những gì? Bạn có quy trình để bàn giao không? Bạn có gì ạ? Có khả năng nói không? Bạn có khả năng huấn luyện không? Nếu không có về chúng tôi cho bạn, bạn có đón nhận không? Nào bây giờ, như bây giờ tôi nói anh chị là gì ạ? Có quy trình đào tạo luôn, 200 slide đào tạo hệ thống từ A đến Z. Từ A đến Z luôn, chuyển giao quy trình luôn, thậm chí là từ tôi luôn. Một khóa học online của tôi khoảng vài trăm triệu mà tôi cũng tặng anh chị luôn. Thế anh chị có dám nhận không? Đón nhận nào, đón nhận nào, ok nhé. Hãy luôn luôn nói về điều này nha. Bạn muốn hút được gì thì bạn cần phải nhớ là tôi chịu trách nhiệm với cuộc đời của tôi. Và tất cả hệ thống của anh chị là từ anh chị trở xuống. Nó chả liên quan đến cái việc mà là công ty có hỗ trợ hay không hỗ trợ thì chúng ta vẫn phải chiến. Nó là tương lai, là cuộc đời, là sự nghiệp mà. Tại sao lại tại chị Kiều, tại anh Phú được, tại anh Lương được, chạy quảng cáo được, tại Facebook được. Không bao giờ là tại dưới đấy. Có 1.000 cách bán hàng, người ta không chạy quảng cáo người ta vẫn bán được ra mà. Đúng hay rất đúng anh chị em? Thì tất nhiên là gì ạ? Có đón nhận. Tôi không thì không yêu cầu anh chị nộp tiền đâu, nhưng mà tôi cũng yêu cầu anh chị đó gì ạ? Anh chị phải hoàn thành doanh số ở mức nào đấy, ví dụ là ít ra cũng phải tiền 50 triệu, 100 triệu hay là vài trăm triệu trở lên thì công ty mới bồi dưỡng anh chị, đúng không? Anh chị thấy đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều được trao đổi mà. Nhưng mà tôi cũng mong muốn là gì ạ? Thực sự anh chị ạ, nếu như bây giờ anh chị không trả giá thất bại rất là ghê gớm. Ngày xưa 50 triệu anh chị đi học thôi, bây giờ 50 triệu được thêm chắc là gì ạ? Để khoảng mấy chục triệu tiền hàng anh Lương nhỉ? Khoảng 80 triệu tiền hàng. Nhưng mà thì lại được gì ạ? Một vài cái khóa học thì trị giá khoảng 100-200 triệu, nó tuyệt vời, rất tuyệt vời ạ. Ngày xưa thì không có, nhưng bây giờ vừa có sản phẩm về kinh doanh, vừa có cơ hội được học tập, vừa được dìu dắt, rồi vừa được thứ này, nên tôi hiện được nhiều quá, nên nhiều người nó không nhận thức thấy giá trị của việc học và giá trị của những khóa học. Tôi thật với anh chị là không phải là tôi là người học nhiều, tôi nói như vậy đâu. Còn 5 phút nữa thì tôi cũng chỉ nói anh chị là đây là cái bài học cuối cùng mà tôi muốn gửi tới anh chị, trách nhiệm. Những người sẵn sàng nói là tôi thì chắc chắn anh chị sẽ vượt qua được. À, bây giờ chỉ chụp hình ảnh nữa nhé. Bây giờ anh chị biết ai là người tuyệt vời nhất không mình? Cho nên là rất nhiều lần anh chị mắc lỗi. Khi anh chị mắc lỗi, anh chị là chỉ làm một việc thôi, là bỏ qua. Chụp một cái ảnh đưa lên Facebook thì chỉ xem mình có cười hay không, là đồng đội cười hay không thì ạ. Nhắm mắt thì kệ kệ nó, đúng không? Mặc kệ nó, làm tới đi, mình vẫn đăng ảnh mình phay ai người đấy đẹp. Cho nên là chỉ có chúng ta là con người tuyệt vời nhất, và chúng ta thì thường cái tiềm thức chỉ thích bản thân mình, nó yêu mình nhiều nhất, giọng của mình là hay nhất. Cho nên khi mình nói là ô mọi thứ là do em đấy thì gì, bạn sẽ làm lại được. Nhưng nếu lỗi là do con bạn, do chồng bạn, do bố bạn, bạn cũng không tha thứ được luôn ấy. Cho nên hãy nhớ nhất, tất cả mọi thứ đều là do gì, do mình. Và tôi muốn xây dựng một cái đội nhóm văn hóa, nhưng mà không chỉ chịu trách nhiệm với mình đâu, mà chịu trách nhiệm với thì những người xung quanh. Nên nếu như ngày hôm nay có đường link Zoom này, ai chưa được học cái khu vực này, bạn có thể vui lòng tặng cái đường link Zoom này cho bạn bè của bạn trong hệ thống của bạn, và kiểm tra xem họ đã học chưa, họ đã nghe những điều tuyệt vời này chưa, năng lượng họ đã lên chưa, họ đã muốn chiến đấu chưa, họ đã cam kết chưa, và trách nhiệm của gì ạ? Đó là thuộc về bạn. Ai đồng ý vụ này? Và đừng nghĩ là làm một người bốt, người lãnh đạo là đơn giản đâu, hy sinh rất là nhiều, thực sự là rất là hy sinh luôn ấy. Chứ đã như thời gian này họ cũng phải ở nhà, cũng phải nuôi con, cũng phải chăm con, dạy con học bài. Nhưng mà từ ngày kinh doanh, đúng rồi, hỏi chị Kiều xem, từ ngày kinh doanh là gì ạ? Bao nhiêu thời gian để lao tâm khổ tứ là vào công ty ấy, dỗi là cứ phải gì ạ, lại phải mặc váy rồi chụp rồi là quay phim rồi là làm đủ thứ luôn. Thế tại sao bạn không gánh vác cái trách nhiệm đấy với lãnh đạo của bạn, đúng không ạ? Bạn hoàn toàn có thể làm những video đấy mà, bạn có thể được cống hiến cho cuộc đời này mà, tại sao bạn lại chờ đợi? Hãy nhớ nhé, hãy trách nhiệm với gì, với mình và với cả những người xung quanh nữa. Và tôi thì trước khi tôi kết thúc Zoom này, tôi kể chuyện cho anh chị nghe, đó là câu chuyện về cái bẫy chuột. Câu chuyện như thế này: có một con chuột và ngày nào nó cũng địa chui vào trong nhà và cắn tất cả mọi thứ, và bà chủ rất là bực. Bà chủ bảo với ông chủ này, mình phải đi mua một cái bẫy chuột thôi chồng ạ. Và hai vợ chồng đồng ý là mua cái bẫy chuột. Chuột nó sợ quá, và chuột thì gặp gặp mà gặp ngay gà trống, mà anh chị anh gà trống ơi, ôi rồi em sắp chết rồi, ôi rồi ôi anh gà trống ơi cứu em ở nhà, ông chủ mua bẫy chuột em sắp chết rồi. Thế gà trống à, chuyện mày chết với cái gì chả liên quan gì đến tao cả, cái bẫy chuột nó chả liên quan gì đến tao cả, tao còn phải gì ạ, ngày tao còn phải ăn, tao còn phải gáy đánh thức cả nhà dậy cơ mà. Và sau đó thì chuột đến chuồng lợn, bảo anh lợn ơi, cứu em với, em sắp chết rồi, bây giờ có cái bẫy chuột ở trong nhà thì em sống như nào được. Lợn bảo ngày mỗi ngày tao phải tăng 1 cân đấy, nên cái chuyện bẫy chuột chả liên quan gì đến tao hết. Và lúc này chuột lại đi bảo với con bò: bò ơi, anh bò cứu em, bây giờ hiến kế cho em cái, ông bà chủ sắp giết em rồi, ôi rồi ôi, bây giờ có cái bẫy chuột ở trong nhà. Bò bảo không liên quan đến tao hết. Và lúc đấy thì đêm hôm đấy thì ông bà chủ đã mua được cái bẫy chuột rồi, lúc này có một con rắn,
có một con rắn nghe là trong nhà có bẫy chuột, thế thì nó cũng thấy tò mò quá, thế tới hôm đấy thì con rắn nó vào nó xem cái bẫy chuột, thế chẳng may cái bẫy chuột sập xuống thì để vào đuôi con rắn, thế nó đau quá nó quẫy mạnh, bà chủ tưởng là con chuột chết rồi, thế bà chủ ra gì ạ đi xem cái bẫy chuột như nào thì bị con rắn cắn vào chân, và bà chủ bắt đầu bị ốm và bị cái nọc độc ấy, dù rằng hút hết ra rồi tất cả mọi thứ nhưng mà bà chủ vẫn yếu dần đi, và lúc này ông chủ đã phải thịt cái con gà trống để bồi dưỡng cho bà chủ. Sau khi thịt con gà trống thì bà vẫn ốm, và hàng xóm với các kiểu mọi người sang thăm thì lúc này không có gì để chiêu đãi mọi người, thịt nốt con lợn, và đến cuối cùng bà chủ vẫn ò e vẫn chết, cho nên là ông chủ đã phải bán luôn cái con bò để làm ma cho bà chủ. Thì ở câu chuyện đây tôi muốn nói với chị một điều, chúng ta là một gia đình, chúng ta là một công ty, nếu mỗi người đây ở một góc nào đó, mỗi thành viên đều là đại diện cao nhất của thiên phú, nếu anh chị không bảo vệ cái nồi cơm chung này, không trách nhiệm với từng người từng khâu, và đặc biệt đó là gì, những sự đóng góp nhỏ bé của anh chị có thể tạo nên sức mạnh của thiên phú, và đấy chính là cái điều mà tôi muốn, cái điều mà tôi muốn kết lại, hãy trách nhiệm với những người xung quanh và tất cả những gì thuộc về chúng ta, và đây chính là tài sản vĩ đại, mỗi người anh chị đây đều là tài sản của công ty, và tất cả những gì của công ty đều là tài sản của chúng ta, và chúng ta có trách nhiệm bảo vệ nó. Và ngày hôm nay thì tôi có một vài bài học muốn gửi tới anh chị. Bài học đầu tiên đó chính là gì ạ? Tôi đã chia sẻ cho anh chị về những cái yếu tố gây ảnh hưởng. Tôi nói với anh chị về năng lượng, về cái cách để chúng ta trở nên thu hút. Và tôi nói với anh chị về gì? Về trách nhiệm. Và tôi nói về cái bài học, về cái câu chuyện cuộc đời. Hãy đóng gói bản thân, hãy nỗ lực hơn nữa. Tiểu tiết thì tạo tinh túy. Hãy hành động điên cuồng. Và đấy chính là những thông điệp mà ngày hôm nay tôi nhờ cái lời mời của ban lãnh đạo mà tôi đã đến đây, tuy rằng có ít thời gian nhưng đã chia sẻ bằng tất cả năng lượng, tình yêu và sự đam mê, và tôi có tặng anh chị một vài món quà và hãy nhớ nhận nó. Vâng, rất là cảm ơn và chúc anh chị thành công và đột phá trong 2 tháng tới để chúng ta có một cái Tết bánh chưng nhân thịt đầy nhà ngập mồm luôn, và sau đó thì hãy mời tôi ở trong một vài cái chương trình nữa, và nhớ là mời tôi để chúc mừng thiên phú vào cái dịp cuối năm. Rất là cảm ơn, và bây giờ xin mời nhường mic lại, ở đây tôi cần một vài người, ở đây có ai muốn phát biểu cảm nhận trong buổi tối ngày hôm nay, bạn có thể giơ cánh tay vàng vàng lên để chia sẻ cảm nhận và có thể nói lời gì đó, và sau đó tôi xin nhường mic lại cho anh Lương ạ. Vâng, có ai muốn chia sẻ điều gì không ạ? Nhớ hôm nay nhớ đăng bài ở trên Facebook nha anh chị em nhé, nhớ tan cô Trung vào. Vâng, xin mời, tôi xin chuyển mic lại cho anh Lương ạ. Có ai muốn phát biểu thì giơ cánh tay vàng vàng lên, sau đó thì chúng ta sẽ được phát biểu ạ. Anh chị ơi nói thì nói nhỉ, cơ hội để nói nhỉ, bán thân nhỉ. Xin mời anh Lương ạ. Và xin mời Sếp Kiều quay trở lại ạ. Vâng. À, Quá trước tuyệt khi vời cô Trung ơi. xin mời Quá tuyệt chị vời. chia sẻ. Nói chung là quá tuyệt vời. Nghe cô Trung nói từ đầu đến cuối phải nói là quá tuyệt vời luôn. Ngày hôm nay là ngày một ngày mà cô Trung thông lão cho tất cả các anh chị em có mặt ngày hôm nay. Và rất tiếc cho ngày hôm nay mà những ai mà không có mặt để vào nghe cái bài học này. Tôi còn phải nghe từ đầu đến cuối, tôi không chớp mắt đây này. Quá tuyệt Một số vời người luôn. không dám đi tè luôn. Đấy, còn không dám đứng lên luôn đây này, mà nghe còn còn không chớp mắt đây, đây quá tuyệt vời luôn. Phải phải rất tiếc cho những người mà ngày hôm nay không vào, hệ thống của chúng ta quá lớn nhưng mà có thể là một số bạn cũng không biết được đấy, hoặc là đang bận cứ thoát ra thoát vào, nên là rất là tiếc. Cảm ơn cô Trung rất là nhiều đã dành tình cảm cho Thiên Phú. Cô đã dành hơn 1 tiếng nhỉ, cô nói xa xả luôn mà cô không uống nước, em là em phục đấy. Nói khỏe, giọng xa xả mà rất hay luôn. Đây là một cái bài mà phải nói rằng là thông lão cho tất cả chị em trong Thiên Phú. Một cái bài rất là hay. Chị em trong chúng ta thì thiếu cái gì thì ngày hôm nay cô Trung nói hết rồi. Hay lời muốn nói của tôi luôn đấy. Ngày hôm nay là cô Trung nói hết những cái gì mà Thiên Phú, các anh các chị đang thiếu. Và cũng như là mong muốn ở tôi, ở thầy Lương, ở Lê Thành đến với các anh các chị ngày hôm nay thì cũng được cô Trung là nói hết với các anh các chị rồi. Đấy, chúng ta cần phải làm gì và như nào, chúng ta phải 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 chính chúng ta phải chịu trách nhiệm với bản thân chúng ta. Từ trước đến giờ Thiên Phú là đang bị dựa dẫm vào tôi nhiều quá. Đấy, đang bị dựa dẫm vào tôi nhiều quá. Sau ngày hôm nay, cái khóa học ngày hôm nay, tôi thấy ai cũng bảo 100% năng lượng với 1000% năng lượng, với cả là sẽ phải làm đấy, thì làm ngày mai là sẽ giao cho Lê Thành với cả thầy Lương là sẽ theo dõi tất cả mọi người. Đấy, để xem là mọi người lột bài đến đâu và triển khai như thế nào. Chúng ta sẽ phải tự lập thôi, kể cả là chúng ta muốn xây dựng một nhà bán hàng thành công giỏi thì chúng ta cũng phải tự lập là chính. Chúng ta trông chờ mãi vào công ty rồi đúng không? Hôm nay cô Trung nói những cái mà em thật sự là cảm ơn cô Trung rất là nhiều. Những cái mà những cái lời muốn nói mà em dành cho hệ thống rất nhiều, nhưng ngày hôm nay thì cô Trung đã giải quyết được hết. Đấy, cũng mong muốn là anh chị em làm khi mà nghe cô Trung nói đấy rồi,
thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy này là chúng ta thứ bảy chủ nhật này là chúng ta phải đi học. Là một người leader, là một lãnh đạo ấy, thì kỹ năng đứng trên sân khấu rất là quan trọng. Mình phải đứng được sân khấu thì mình mới làm lãnh đạo được. Mình ăn được, mình nói được thì mình mới làm lãnh đạo được. Chứ còn leader bên công ty mình là yếu lắm. Đứng chỗ đông người là không nói được. Tay chân run bắn lên. Kỹ năng không có, tay chân xoắn suýt hết cả vào nhau. Đó, chính vì vậy là cái ngày thứ thứ bảy chủ nhật này là cái ngày mà cô Trung cô ấy đào tạo trực tiếp đấy, thì là còn những ai mà mong muốn đi như là còn xin, còn cô Trung còn cho có 10 suất nữa đâu cô Trung nhỉ? 10 suất thôi chị ạ, 10 suất thôi ạ. Vâng. Vâng đấy, hôm nọ là được Khóa này nó hơi 23 gấp, rồi. còn khóa sau mình tổ chức. Nếu có khóa mà Thiên Phú mà anh em khoảng 200 anh em đi thì mình làm việc khóa sân khấu 200 người luôn. Rực rỡ, Đúng rồi. có vấn đề gì đâu. Đúng không ạ? Đấy cô Trung rất là máu luôn. Ôi thật máu luôn mà, thật với chị là thì em chỉ có cơ hội chỉ được cần cần kiểu mình chỉ cần được tỏa sáng thôi là mình sẵn sàng thôi, tại vì thực sự là gì ạ? Nếu như mà người ta có vấn đề người ta mới cần mình, nếu không có vấn đề ai giỏi hết thì chúng ta chả cần một nhà lãnh đạo, không cần một người thầy rồi, đúng không anh chị em? Rất là cảm ơn. Vâng. Bây giờ thì chúng ta cùng hành động nhá. Tay của mọi người đâu ạ? Tay của mọi người đâu ạ? Hãy giơ lên Chưa, để thầy chúng ta ơi, gom chưa gì động thầy được. đã bắt các cháu động rồi, các Thầy cháu cho xem ai chưa có được đủ thay tay mặt mời phát thầy. biểu gì cả mà Từ thầy bạn thì không cho anh phát biểu cả cả nhà chúng ta tỏ lòng biết ơn cô Trung đã, sau đó thì mọi người sẽ phát biểu. Bây giờ là chúng ta phải thay đổi làm thế chứ không được có như là quẩy oải, đúng không? Giơ tay lên à. để động cái nhà. Tôi nghe cả buổi tối tôi không buồn ngủ một Đặt tí nào, tôi chỉ thấy chết hai cơ. tay lên trước của mình và nói biết cô Trung. Tôi đang có Biết tên ơn cô tim Thương. là ai nha, Còn là đấy tim, nữa là là tim, là tim. Đây mới chỉ là sự khởi đầu, một cái sự khởi đầu nho nhỏ thôi mà các anh chị đã nhận được rất rất nhiều giá trị từ cô Trung rồi, và sắp đấy. tới công ty đang còn triển khai rất là nhiều chương trình, rất nhiều sự kiện và rất nhiều khóa học có sự hiện diện của cô Trung, và tôi hy vọng rằng đấy là một cái sự tuyệt vời, một sự trao ra giá trị vô cùng yêu thương, vô cùng bốc lửa từ cô Trung. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều hưởng ứng và đều thay đổi, quan trọng nhất là chúng ta tiếp thu và thay đổi, đúng không ạ? Hành động, tất cả những cái keyword mà cô Trung thể hiện của ngày hôm nay nó đều 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 mong muốn giúp cho chúng ta hành động, nghe xong rồi phải chuyển hóa nó thành hành động của bản thân và có kết quả, đúng không anh chị? Và bây giờ thì tôi muốn lắng nghe một vài ý kiến của các bạn đã tham gia khóa của ngày hôm nay. Lúc nãy có một vài người giơ tay bằng thật chứ không phải giơ tay cánh tay vàng, đúng không ạ? Và bây giờ đâu Nếu lỡ ra rồi vào thì là vào đi ra đi. Bây giờ hai vợ chồng phát biểu luôn. Vâng, người bạn vợ chồng Phương Thúy đấy ạ. Em mở cam ạ, em mở rồi. Vâng ạ, có một vài chị em đã nhắn tin cho em, cảm ơn, rất là xúc động ạ. Hôm nay sẽ bỏ phải đắt hơn đấy. Ok, mời vợ chồng anh Sơn đi. Mọi người có nghe thấy giọng tôi không ạ? Có ạ. Vâng, xin chào mọi người nhé. Chào anh Sơn nhá. Vâng, hôm nay em gặp chào cô Sơn. Và hôm nay em gặp mọi người trên Zoom này em rất là vui ạ. Và mở mang được nhiều kiến thức ở trong cái tầm suy nghĩ của em. Và được học mọi người và đặc biệt là cô Trung là dạy cho một cái tư duy để mình nổi bật trong cái cuộc sống này ạ. Rất vui ạ. Anh Vâng, muốn cảm ơn gửi vợ chồng đã học tập rất chăm chỉ. Xin có mời một các lời cô sâu sắc Hương. nhất muốn chia sẻ đến cô Trung, anh muốn gửi đến cô Trung một lời gì ạ? Vâng, em muốn gửi đến cô Trung những cái lời chúc tốt đẹp nhất, và sau này là chúng em còn học hỏi ở trên công ty nhà mình rất nhiều, và mong cô Trung là dạy bảo toàn bộ hệ thống nhóm để trở lên và phát triển mạnh mẽ hơn và yêu thương như nhau nhiều hơn ạ. Các Vâng, cảm cổ ơn của Dung tiếp theo anh có cam kết đồng hành 100% không? và em thì lúc nào cũng cam kết em đi luôn luôn đi với công ty mà. Rồi, cảm ơn. Vâng. Vâng, cảm ơn vợ chồng anh Sơn, chị Thúy nha. Và Vâng, bây em cảm ơn mọi giờ người. Chị Nhung ạ. tiến khác ạ. Chị mời chị Phương. Đây. Bạn Phương Chị đi. Nhung nha. Nhung Phương à? Bắc Cảm Giang ơn ạ. đâu? Phương Bắc Giang đâu? Vâng ạ, em Ok. đây ạ. Ý Vâng, kiến như thế em xin nào? chào sếp chủ tịch hội đồng quản trị công ty là chị Lan Thị Kiều. Em xin chào thầy, em xin chào cô Đàm Thu Trang.
Nói thật với lại em tất cả, chào tất cả anh chị em. Hôm nay là buổi tối ngày hôm nay thì em rất là vui là em được tham gia cái khóa Zoom đào tạo ngày hôm nay, thì đúng là em thấy nó thay đổi rất là nhiều, cảm thấy rất là ý nghĩa. Và trong trong em thì em đã cảm nhận được là từ trước đến giờ mình có, em cũng kinh doanh theo nhiều mảng, nhưng mà cái bài học của hôm nay em cảm thấy nó đi vào cái tiềm thức của em. Em cảm thấy mình phải thay đổi rất là nhiều. Em mong muốn là tới đây mình sẽ phát triển được, và mong muốn được là công ty ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn ban lãnh đạo công ty đã có một cái buổi học Zoom rất là tuyệt vời, được nghe cô Đàm Thu Trang chia sẻ. Thì em nói thật mọi người là em chăm chú đến lỗi là em nghĩ là chưa bao giờ em tập trung cao độ như ngày hôm nay. Bài của em ghi rất là nhiều, bởi vì em đúc rút được những câu từ của cô mà em muốn muốn ngày mai em sẽ truyền tải được đến đến những các bạn đội viên bên dưới và những người xung quanh em. Em cảm thấy đó là không phải là mình chỉ nói ở trên cái lĩnh vực mà chỉ là kinh doanh không đâu, mà nó hiện hiện hữu luôn cả cái cuộc sống của mình nữa luôn. Đó, em hết hết lời mà em mong muốn là tới đây công ty mình sẽ phát triển ngày càng lớn mạnh. Mong muốn là anh chị em sẽ đoàn kết và yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Em Em khóa sẽ học hết cả thứ bảy chủ nhật tới em có đăng ký tham gia không? thứ nhật tới Thứ về bảy học chủ nhật đi. của cô Trung. Em biết là hôm hôm vừa rồi là đã đăng ký cái phần của cô Trung và các bạn đăng ký khá là đông. Nhưng em có cái công việc của ngày ngày thứ bảy và chủ nhật đấy thì em đã có lịch hẹn trước rồi em. Và cái buổi mà vào trong Sài Gòn ấy, em sẽ chắc là em sẽ phải đặt vé sau. Bởi vì là em còn một cái công việc cần phải giải quyết, không thể vắng mặt em, bởi vì em nhận cái vụ mà kiểu của khách hàng đó là tranh tranh chấp đất đai và kiện tụng ấy. Thì hôm mùng mùng 8 tháng 11 vừa rồi ấy, là xử, nhưng mà buổi sáng hôm đấy cũng không thành công do bên nguyên đơn người ta báo là vắng mặt, nên là hôm đấy bọn em không thành công, nên là em sắp xếp vào buổi sau. Nó cũng chưa biết là lịch trình của bên tòa án làm như thế nào ấy, nên em không dám hứa trước là mình sẽ được, không dám hứa trước là mình đặt vé vào trong Sài Gòn, mà em sẽ sắp xếp nếu nó không trùng ngày thì em sẽ bay sau đoàn. Cảm ơn Thả Tim, Ok. Thả Tim nhé, Vâng. cảm ơn Phương. Và xin Vâng mời ạ. Nguyễn Nhung. Ôi nghe cô Trung nói nghỉ công ty ở nhà chiến đấu, ôi rồi rực rỡ quá. Nhung Nào ơi, bốt Nhung nói đi nào. Bật mic cho bốt Nhung nào. bật mic, bật mic. Bật mic, bật mic. Đâu mất rồi. Đây Ok. đan đan à, chưa được, chưa được Lương ơi, bật Vâng. rồi. Minh Nhung tự ấy đi. Bấm vô bấm mic đi. Em xin chào ban lãnh đạo công ty ạ. Em chào rất Kiều, chào thầy Lương và chào cô Đàm Thu Trung. Thật sự là em đi học cũng nhiều khóa học, nhưng mà hôm nay em thấy một cái khóa học cô dạy nó rất chi là ý nghĩa, nó bùng cháy trong em. Ý nghĩ trong đầu em là em mong muốn rằng em sẽ được trở thành người như cô, và em hy vọng rằng cái điều của em nó quá xa, nhưng mà em chắc chắn em sẽ học được một phần nào của cô. Em sẽ cố gắng đứng trước đám đông để cho mình được tỏa sáng, được như sếp Kiều và như cô Đàm Thu Trung. Đó, đấy là cái điều mong muốn của em. Và em cũng mong muốn rằng là cô giúp công ty chúng em ngày càng lan tỏa và ngày càng vươn xa hơn, để cho chúng em càng ngày càng bứt phá trong những tháng cuối năm gần đây ạ. Em Vâng, cảm ơn cô, cảm cảm ơn ơn anh em đã sếp Nhung. Rồi, quá là yêu rất thương, sếp tràn đầy nhiều. năng lượng. Và Nhưng chỉ lúc cần nào có cũng tinh rất thần chiến đấu, tại tôi cũng bắt đầu từ A bờ cờ ấy, và có thể là có được ngày hôm nay đều là sự nỗ lực và kỷ luật thôi. Nó không có thứ gì mà hơn người ngoài cái việc mà kỷ luật thôi. Vâng, cảm ơn ạ. năng Lương ơi, chắc là cũng 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 muộn rồi ấy, cho anh em nghỉ xong à, biết đâu buổi sáng ngày mai ai muốn vào đọc sách cùng với cô Trung thì tôi sẽ gửi 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 link nhá. Đó, rất là cảm ơn cả nhà với Ok. Cảm Phương ơn cô và Trung anh nha, Hải. biết ơn cô Trung nha. Một lần nữa thay mặt lãnh đạo công ty và toàn thể anh chị em xin chân thành gửi đến cô Trung lời yêu thương, lời chúc cô một buổi tối thật là ngon giấc và ngày càng nhiều năng lượng hơn nữa để lan tỏa đến cộng đồng và lan tỏa đến thiên phú. Xin cảm ơn cô, cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe đến giờ này.
chúc cả nhà chúng ta ngủ ngon và ngày mai sẽ biến những cái kiến thức của cô Trung thành kiến thức của chúng ta nhá. Xin chào Ôi, và hẹn gặp lại. Cảm ơn Tiến Thành, cảm ơn tất cả anh em. Xin chào, hẹn gặp lại, nhớ đăng bài nhá. Bye bye. Có đi của tôi ra ngoài.